lên xua dần bóng đêm, chào mừng ngày lên đôi mắt thương nhìn đời. Hãy cười thật tươi, trao lời dễ thương để tặng người vui trong phút giây tương phùng. Một ngày bình yên, trang hoa vượng duyên, Phật dạy hàng sâu luôn nhiếp tâm niệm Phật. Hãy cười thật tươi, trao lời dễ thương để tặng người vui trong phút giây tương phùng. Sạch đẹp lời ta, ôi đẹp biết bao, sạch đẹp lòng ta nên phát tâm độ đời. Hãy cười thật tươi, trao lời dễ thương để tặng người vui trong phút giây tương phùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đạo tràng Chùa Phật Quang chúng con cũng được diễm phúc lần thứ hai cung tiếp Đại Đức trở về Chùa Phật Quang để ban bố một lời pháp hôm nay, cũng nhân dịp cuối năm của 2008, năm Mậu Tý. Chúng con thay lời cho ban tổ chức ngưỡng nguyện Đức Phật gia hộ cho Đại Đức được pháp thể khinh an, chúng sanh di độ, và nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử cũng được thân tâm được an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng. Sau khi quý vị nghe bài pháp hôm nay, cũng là cái món quà cuối năm, ngưỡng mong quý vị quan hỷ lắng lòng để đón nhận những lời của Đại Đức Giảng Sư ban bố cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi pháp hôm nay, chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cũng như toàn thể quý Phật tử đồng niệm Phật Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Phật. Chúng con cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được kính đến tất cả quý vị lời cầu chúc an lành và hạnh phúc trong chánh pháp. Chắc quý vị khỏi có phải chắp tay, cứ ngồi bình thường. Con lên này ngồi để con làm gì nó chen giống như gài mắm vậy. Lên đây ngồi nè, chắc quý Phật tử phía trên đó, và anh xin đây ngồi sẽ mặc vô này, chứ ngồi thì bị cái vách tường nó che rồi chồm chồm kiểu đó, tội nghiệp quá. Chắc nhờ anh tắt giùm cái quạt, tại thầy không có chịu nổi quạt máy. Dạ, vậy mà có chỗ á, mình tới giảng á, để cho ba cái quạt máy, hai cái hai bên, cái sau lưng, chĩa vô cái đầu trọc sao chịu nổi. Quý vị bên hông này nè, xích vô chứ để ngồi nghe chăng cái vách tường nó không có thấy gì hết trơn á, trời á. Vô đây, ngồi trong này nè, ngồi quay ngang lại vậy nè, để cho người sau người ta tới, người ta có chỗ ngồi. Chứ đi đi nghe ca sĩ hát mà không có thấy mặt ca sĩ khó chịu lắm. Xích vô đây nữa coi, trời, làm như tôi ăn thịt ăn cá gì á. Để cho mấy người ngoài sau người ta vô, tội nghiệp họ ngại. Còn mấy anh thanh niên thì chắc xin mời vô trong này luôn. Và phía bên đây này cho nó tiện ha. Bên đây còn chắc cũng được khoảng 10 chỗ. Mời mấy bác xích vô đi đó. Ở ngoài thì chen chen, điển điển. Tới chừng vô đây thì kêu lại gần, không chịu lại. Nó khổ như vậy đó. Giống như mình đi vô trong một cái...
có một cái bữa tiệc vậy đó. Ta dọn nhiều cái đồ ăn mà mình hợp khẩu vị của mình, mình cứ dòm hoài à, mình không có dám gấp. Tới chừng người ta đưa tới cái tự nhiên thôi em mắc cỡ lắm em không ăn đâu. Biết anh chị không, gấp cho người khác. Rồi bắt đầu mới gấp cho người khác. Gấp cho người khác cho người ta hiểu ý là thôi được rồi bà Tám ơi, tôi gấp cho bà đây. Đó người ta gọi là muốn ăn gấp bỏ cho người. Chết rồi, nhất tổn nhị lao, trước sau cũng chết. Thấy bác này ho thầy nhớ tới có một cái đĩa nào không biết nữa, thầy giảng ở đâu mà nó cũng nhiều tiếng ho vậy. Thì có cái bác Phật tử nói, thầy cho con mới coi cái đĩa đó của thầy giảng ở trung tâm Lao á. Thầy nói đâu có, thầy đâu có vô nhà thương Lao thầy giảng lần nào đâu. Nó sao con nghe ho từ đầu tới cuối vậy? Tại vì người ta thu âm nó không có cái dàn lọc á, người ta thu luôn cái tiếng tiếng bình thường ở ngoài. Chắc xin phép được đề nghị với lại đại chúng, quý vị nào có đem theo điện thoại di động thì chúng ta chuyển sang chế độ rung. Còn không biết chuyển thì tốt nhất chúng ta nên tắt. Giống như bữa hôm cách đây tuần là thầy đi giảng ở Bạc Liêu. Vừa nói xong cái điện thoại của cái cô đó nó reo sùm hết. Cái cổ quýnh cô không biết làm gì, cái cổ kê dưới đít cổ cứ ngồi lên. Nhưng mà nó cũng reo, kê lên thì nó cũng reo chứ đâu có cản được cái âm thanh đó. Mà thầy thấy thầy mắc cười quá hết trời mắc cười à. Giống như hồi xưa ông bà mình mới có cái la vô vậy đó, nghe la vô cái tự nhiên máy bay tới nó phát kích cái không biết làm gì, lấy mền chùm lại cho nó đừng có hát. Nó cũng còn hát cái lấy dục xuống dưới đìa. Thiệt tình à. Rồi, nãy giờ quý vị đã thư giãn chưa? Xin lỗi quý vị là tại vì đi xa quá là xa đi. Từ ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu mà vô tới đây. Thật tình mà nói không biết nặng nợ, nặng tình gì với cái chùa Phật Quang Thiền Ghê này không biết. Quý vị biết á, tại vì thầy cũng có nhiều công chuyện. Đã biên cái lịch giảng ở đây á, biên vô lịch rồi mà không có nhớ. Có thưa với thầy chủ trì là thầy nhớ thì nhắc giùm nghe thầy, chứ không thôi quên. Rồi đâu cách đây nửa tháng như thầy có điện thế nhắc. Trời ơi, bữa nay giảng mà được nửa tháng trước điện nhắc rồi đâu có nhớ. Tới hồi sáng này ở chùa ăn sáng xong, có một chú đệ tử nói thưa thầy, trong lịch giảng của thầy bữa nay giảng ở Trà Vinh. Trời ơi, nghe hết hồn. Hồi mấy giờ? Cứ nói 2 giờ chiều. Ờ, à, lập tức 7 giờ sáng đó, 3 giò 4 cẳng mà chạy. Thiệt tình nó đi thuyết pháp mà thầy thấy giống như đi bắt ghen. Ào 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 đi mà cho lẹ cho làng để cho bất tại trận, chứ không thôi nó trễ chuyến đò là chết. Mấy cô cười chứng tỏ mấy cô đi. Cái vụ này thường lắm phải không? Có thường không? Trộn gật đầu nữa kìa, có thường lắm hả? Có thường đi bắt ghen lắm hả? Không có anh sao gật đầu? Không có nhớ nổi. Không biết làm sao quên. Tại vì thứ bảy tới đó là đạo tràng quân tu của chùa của thầy là tổng kết. À, sau một năm tu tập thì một tháng có một ngày. Không biết ở đây một tháng mấy ngày hả? Tháng có một ngày. Ở ngoài đó cũng một tháng một ngày. Thì tổng kết này về đông lắm. Mấy ngàn người. Cái chùa ở chợt vậy không biết mấy ngàn con người ta rồi đứng ở đâu không biết nữa. Mà ai cũng thưa thầy con đăng ký 2 xe 100 người, con đăng ký 4 xe 100 người. Thưa thầy con đăng ký đoàn con 2 người. Có người 2 người cũng đăng ký. Họ rất là lịch sự. Họ đăng ký vậy thì tổng kết ở chùa cũng vui lắm. Sẽ có mời mấy thầy lớn, mấy hòa thượng tới chứng minh buổi sáng. Rồi buổi trưa thì có chương trình phố ẩm thực. Tức là không có dọn cơm ăn thường ngày nữa mà để cho Phật tử tự lấy ăn. Nhưng mà một món là có một gian hàng rồi tự tới đó lấy, giống như là bà Hai bán xôi, bà bán bánh bò vậy. Tới đó lấy ăn cho nó gọn. Rồi buổi chiều thì tọa đàm. Tọa đàm kỳ này có mời được mấy thầy giảng sư trẻ mà đại khái cũng có nhiều uy tín ở trên giảng đường. Đó là thầy Hạnh Bảo. Đặc biệt là có thầy Thanh Trí. Thầy Thanh Trí là một trong những thầy rất là giỏi, là bạn của thầy, nhưng mà thầy không có đi giảng.
Không giảng đâu hết, thầy chỉ giảng ở chùa của thầy thôi, thầy trụ trì chùa Kim Cương ở Sài Gòn. Thân tình lắm mời thầy mới tham dự, với thầy Phong Nhã là một trong những thầy mà đi nhiều quốc gia, nhưng mà ít có đi giảng, chỉ giảng tại chùa của mình thôi. Thật ra quý vị không có nghe tên tuổi quý vị mấy thầy này phải không? Nhưng mà thực chất mấy thầy này rất là giỏi. Thì chiều bữa đó sẽ tọa đàm với chủ đề chiến thắng lòng mình. Dạ, thứ bảy tới nè, chị tính đăng ký nữa hả, đoàn này mấy người? Dạ, thứ bảy tới đây nè, bữa nay là thứ ba rồi, đang thứ tư rồi phải không? Đến năm thứ sáu, thứ bảy, tức là có 3 ngày nữa thôi. Do đó ngoài chùa bận rộn lắm, đang làm cái công tác chuẩn bị á, rộn ra, mà bữa nay chạy vô đây đi là coi như là mất một bữa, mất hết một ngày rồi đó, không biết là thầy chủ trì thấy đền bù bằng cách gì đây. Kính thưa cùng tất cả quý vị, thực ra nãy giờ nói để quý vị bớt đi căng thẳng do những giây phút chờ đợi, chứ còn chờ đợi nó mệt lắm. Ai cũng có những cái mong mỏi được yên lặng và không có phiền ở trong cái cuộc sống. Nhưng mà một năm nó đi qua, bây giờ quý vị nhìn lại coi một năm rồi chúng ta đã tu tập được những gì rồi. Có bao giờ quý vị suy nghĩ lại một năm tu tập của mình không? Có không? Có hả? Giờ chắc mời bác. Giờ bác nói cho thầy với đại chúng nghe coi một năm bác tu tập như thế nào. Cô cầm cái này xuống như cho bác sẽ nói giùm. Dạ, bác đứng tại chỗ thôi nha. Dạ. Cái này là quý vị phải lắng nghe đó, tại đây là kinh nghiệm tu học của những người ở trong đạo tràng của mình. Mỗi năm á là con có cái sự tu học là muốn thầy dạy những gì trong khi tu tập thì con cũng về, con cũng nhớ để học. Nhất là ông sư cha ông dạy là Phật tử á niệm Phật phải mình không vẫn nghe tiếng niệm Phật còn được trọn vẹn cái đó, không niệm Phật cũng nghe được tiếng niệm Phật như có ai niệm cho mình nghe. Như vậy là sư tăng dạy con cũng theo lời. Hai là cố tình niệm Phật để được chánh niệm về Tây Phương Cực Lạc sau khi mình đã quốc ở thế gian, không còn ở thế gian nữa thì được về thế giới Cực Lạc. Nhưng lời sư Khang dạy Mô Di Đà Phật hết. A Di Đà Phật. Ai mà tu hành mà sướng dữ vậy, không niệm Phật mà lúc nào cũng nghe tiếng niệm Phật. Tu vậy ăn gian quá. Mình niệm mình mới nghe, cái người khác niệm xin lỗi chỉ nghe chút xíu thôi, phải không? Lúc tâm bệnh ta không niệm sao bác nghe. Sư Khang là sư nào? Sư Giác Khang phải không? Đúng rồi, sư Giác Khang cũng là bạn học của thầy. Thầy không biết. Thầy chưa tu kiểu đó đã không biết. Chứ tu cái gì đâu mà để người khác niệm mà mình nghe, rồi người khác không niệm thì coi như là mình tiêu rồi. Mình lại thuộc người khác phải không? Cho nên mình niệm chắc ăn. Mình niệm. Sư Khang dạy thì thầy không biết, nhưng mà thầy thấy bác nói vậy, thầy căn cứ vô lời này thầy nghĩ bác niệm chắc ăn nhất. Chứ khỏi chờ ai niệm, khỏi có trông ai niệm hết. Người ta niệm là theo nhân duyên, theo thời tiết người ta niệm. Người ta còn gặp mình, người ta niệm, người ta còn khỏe, người ta niệm. Chứ người ta không gặp, người ta niệm chỗ khác rồi. Người ta không khỏe, người ta không có niệm rồi. Rồi có khi người ta cũng đâu có niệm Phật, người ta niệm cái khác rồi, bác có nghe không? Để hả?
Thì đúng rồi, bác phải niệm, chứ còn người khác niệm bác không bao giờ đạt được cảnh giới đó. Rồi cái thứ hai bác nói là gì quên mất rồi. Trớt quớt. Bác hỏi mình bác còn không nhớ. Được rồi, cảm ơn bác. Thật ra đó, cái câu hỏi của thầy đó là hỏi là một năm qua về chuyện tu tập của quý vị. Quý vị có nhìn lại cái quá trình tu tập của mình hay không? Được rồi, bây giờ thầy không có làm mất thời gian của đại chúng nữa. Xin thưa với lại đại chúng, đây là cái điều mà đối với người tu tập của chúng ta phải luôn tâm tâm niệm niệm. Tức là bất kỳ chuyện gì xảy đến với mình, chúng ta đều phải nhìn lại một cách trung thực nhất. Chuyện đó là thuận hay là nghịch, là thiện hay là ác, là thanh tịnh hay là nhiễm ô, là Phật tử tu tập, nhất định chúng ta phải nhìn lại. Nhìn lại cho thật là trung thực và khách quan, để chúng ta có thể bước một bước đi, nhưng chúng ta không có vướng bận cái bước chân cũ. Đồng ý cái bước chân cũ đó, nó có thể giúp cho cái con đường của chúng ta nó tiến tới, nó mở ra, do hai chân chúng ta bước liên tục. Nhưng quý vị muốn bước một cái chân bên phải thì cái chân trái nó có bước đi được không? Hả? Đúng. Muốn bước chân phải, bắt buộc chân trái phải dừng lại, chân phải mới bước tới. Chứ bây giờ hai chân mà cũng bước hết lúc này làm gì? Làm gì bước đi được? Không cách nào bước đi được hết. Chân này dừng lại, chân kia mới bước tới. Và cũng vậy, chân kia dừng lại, chân này mới bước tới. Quý vị có để ý cái bước chân mình đi không? Chắc không ai để ý hết. Cho nên hỏi mới ngơ ngơ ngát ngát. Tức là mình đi mà mình không có để ý, phải không? Mình không có để ý cái chân mình. Cái chân trái này mình dừng lại thì cái chân phải nó mới bước lên. Rồi cái chân phải dừng lại thì chân trái nó mới bước lên. Chứ bây giờ hai cái chân mà muốn bước luôn thì đâu có bước nữa. Mà cái đó gọi là gì? Là phóng, là nhảy. Nhưng mà nhảy thì không có tới đâu hết trơn á trời. Quý vị thấy đó, con cóc nó nhảy đó, cà tót, vậy đâu có được cái gì đâu à. Còn phóng thì cũng đâu có phóng được mấy cái là hết hơi, hết sức rồi. Cho nên chỉ có bước đi là điều nhất. Một năm đã đi qua, chắc chắn quý vị phải bỏ lại sau lưng những điều cũ để chúng ta bước tới những cái mới. Quý vị đồng ý không? Vâng, hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị qua chủ đề hướng về tương lai. Kính thưa quý vị, nếu nói về tương lai thì chúng ta sẽ có nhiều cái ước mơ và nhiều cái suy nghĩ. Chữ tương có nghĩa là sắp, chữ lai có nghĩa là đến, tương lai là sắp đến. Hướng về tương lai tức là chúng ta hướng về những cái nơi mà chúng ta sắp phải đến. Nhưng theo quý vị, những nơi chúng ta sắp phải đến, những nơi này nó có lạ hơn những cái nơi mà chúng ta đã đến không? Có không? Có lạ hơn không? Có khác hơn không? Có, không có. Sao mà mình hướng tới? Nó cũ rít rồi, mình ở nhà thôi chứ mình đi làm gì, phải không? Chắc tỉ như ở đây mình ở cái nhà này. Bây giờ chúng ta dọn qua cái nhà mới, mà cái nhà mới nó cũ hơn cái nhà này, chúng ta có chịu dọn không? Sao không chịu? Bể nợ, nợ thì có dọn không? Bể nợ thì dọn tuốt hết. Có nhà cũ dọn là mai rồi, không thôi ra nhà lòng chợ mà ở chứ. Xin thưa lại quý vị, nếu như chúng ta cũng ở nhà thì dọn tới một cái nhà thì chắc chắn chúng ta phải chuẩn bị một cái nhà mới nó đẹp hơn cái nhà cũ chúng ta mới dọn. Chúng ta đi một con đường mà nó đầy những chông gai, những gồ ghề thì chúng ta phải đổi hướng đi sang một con đường mới. Con đường mới này nó bằng phẳng hơn, nó đẹp hơn và nó không có nguy hiểm hơn. Thì chúng ta mới hướng tới tương lai. Chúng ta đang ở cảnh giới này nó đã khổ đau quá rồi, chúng ta mới hướng tới một cái cảnh giới khác nó tốt đẹp hơn, phải không? Phải không? Cảnh giới tốt đẹp hơn, giống như bác này mới nãy nói đó, ông sư Khang gì dạy đó là sau khi chết là sanh về cảnh giới cực lạc, phải không? Bác thích lắm phải không? Muốn không? Muốn hả? Muốn mới tu hả? Dạ. Còn bây giờ thưa bác, không tu mà giảng sanh được không? Bị gì Phật tử? Ô, Phật tử nào?
Không, Phật tử nào, bác nói Phật tử nào. Bác nói Phật tử nào. À, Phật tử là bác á hả? Mô Phật. Tưởng đó là chỉ chung cho mấy người này. Xưng con với mấy thầy, mới xưng Phật tử, mới xưng gì hết á. Xưng con. À, bữa hôm có một bác đó vô chuộng. Trời ơi, tôi gặp thầy nghe tôi mừng quá trời quá đất á. Thầy biết không, tôi là Phật tử thuần thành của cái chùa gì đó, giới thiệu trần lọt. Thầy nói xưng con, chứ không có xưng thầy. Ê, xưng có xưng tôi với mấy thầy. Cái gì mà xưng con, tôi đẻ ra ông được mà. Bà nói là mình hố hàng luôn. Thầy nói xưng con là con của Phật, chứ không phải là con của ông thầy. Tại vì bác đó bác xưng là Phật tử thuần thành, cho nên thầy mới nhắc. Chứ còn bác mà không xưng là Phật tử thuần thành thì mình không có cần phải nhắc. Vì xưng con, xưng tôi, xưng mày, xưng tao, xưng gì cũng được á. Đâu có chết ai, đâu có sống lại ai. Không lẽ xưng con cái mình mập ra 5kg, không lẽ xưng tôi cái mình ốm đi. Không có, mình không có kẹt vô ngôn ngữ. Nhưng mà đã là Phật tử thuần thành thì phải xưng cho nó đúng với lại quay nghi của người Phật tử tại gia. À, không có tự xưng Phật tử thì phải xưng con hết nha, nhà bác nha. Tập xưng như vậy, người khác nhìn vô người ta sẽ nói, à cái bà này là cái người hiểu đạo, người bà này là cái bà biết đạo, cái ông này là cái ông có tư cách, chứ không có phải là gì hết. Xin lỗi. Thì để nói cái chuyện bác này chút xíu. Không có đợi tới chết mới vãng sanh cực lạc. Tu hành mà cái gì cũng đợi tới chết, đợi tới chết hết rồi tu gì nữa. Rồi biết chừng nào chết không? Không. Làm sao mình biết được mình chết chừng nào mà cứ đợi tới chết rồi mới vãng sanh không? Trời ơi, nó dài đen đẻn nè. Nó dài quá. Chúng ta phải an lạc ngay bây giờ. Giống như mình ăn cơm vô thì mình biết là mình sẽ no. Uống nước mình sẽ biết là mình hết khát. Thì cái chuyện mà hết khát là cái tất yếu của cái nhân uống nước. Cái chuyện no là cái chuyện tất yếu của ăn cơm bình thường. Chúng ta khỏi có mong cầu cái gì hết. Tu tập thì chúng ta sẽ được giải thoát. Mà hãy giải thoát ở cảnh giới nào, tùy theo pháp môn và nhân duyên, sự phát nguyện tu tập chúng ta sẽ tới cảnh giới đó. Chứ không có đợi tới sau khi chết rồi chúng ta mới vãng sanh. Quý vị đồng ý không? Thầy nghĩ tắt luôn cái quạt đi, tại vì nó lạnh. Chúng ta tu tập mà chúng ta đợi tới sau khi chết thì nó chậm dữ lắm, nó lâu dữ lắm. Mình phải an lạc ngay bây giờ. Vì sao? Vì khổ đau nó có hẹn chúng ta sau khi chết nó vắng mặt không? Không. Khổ đau nó là trùng trùng, điệp điệp. Ở trong cái cảnh giới này nó chồng chất liên tục như vậy, làm sao mà chúng ta có thể chúng ta dừng lại khổ đau? Thì khổ đau dừng tới đâu, an lạc sẽ mở ra tới đó. Cho nên bác cứ mong là sau này chết bác vãng sanh thì cái chuyện đó nó cũng không có sai. Nhưng mà như vậy thì bác sẽ đau khổ cho tới ngày bác chết. Vì cái khoảng thời gian đó bác đau khổ ai chịu trách nhiệm? Phải không? Chỉ có mình bác chịu thôi, cho nên tu phải giải thoát ngay bây giờ. Chứ mà đợi tới chết rồi thôi khổ lắm. Đó là tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ. Hôm nay không có giảng về cái tôn chỉ đó, cho nên là không có triển khai nhiều. Quý vị có thể tìm hiểu qua chủ đề Vào đời một, mùa sen bất tận của thầy đã giảng đấy. Có nói rõ về cái vấn đề này. Thưa với đại chúng, hướng tới tương lai, ai cũng có thể hiểu được là chúng ta sẽ bước tới một cái nơi hoàn toàn khác với hiện tại. Khác ở chỗ tốt hơn, đẹp hơn, an bình hơn, hạnh phúc hơn. Chứ không phải là xấu giống hiện tại hay là tệ hơn hiện tại. Thì như vậy chúng ta mới hướng tới tương lai. Chứ còn một cái tương lai mà nó đen hơn hiện tại, nó xấu hơn hiện tại, chúng ta có chịu hướng tới không? Không bao giờ. Vì chúng ta sống ở cảnh giới này là cảnh giới của dục vọng, tức là của sự ham muốn. Thì bao giờ chúng ta cũng ham muốn cái gì nó hơn cái hiện tại hết. Chứ không bao giờ chúng ta ham muốn tệ hơn. Bây giờ mình đã nghèo rồi, có bao giờ mình muốn mình đi ăn mày không? Không. Đã nghèo rồi cũng phải cố gắng làm sao để chúng ta sống thanh bần, hoặc giả là chúng ta vượt lên cái đói nghèo. Chứ ai mà đã tàn rồi muốn sống cho nó mạt luôn? Đâu có. Nhưng mà cũng có một số người họ không có trách nhiệm với bản thân. Ông bà mình kêu là cùi không xà lỡ. Lỡ nghèo rồi cho mày nghèo luôn. Có nhiều người họ cũng liều lắm. Thiệt. Thầy thấy có nhiều người họ không có trách nhiệm. Thì mình mà đang nghèo khó mà mình còn muốn nghèo khó nữa, chứng tỏ mình không có dính líu gì tới cái cuộc sống này hết.
mình vô cảm. Sống có đứa giống lục bình trôi sông vậy. Nước lớn thì trôi lên, nước rộng thì trôi xuống. Còn khúc sông đó trôi không ra khỏi. Phải không quý vị? Không có trôi khỏi cái khúc sông đó, cứ trôi lên trôi xuống trôi lên hoài. Chúng ta hướng về một cái phương trời cao rộng, tốt đẹp hơn, bình yên hơn là tốt đẹp so với hiện tại, bình yên so với hiện tại. Do tất cả chúng ta đều có chung một xu hướng, đó là mong muốn. Sống trong cảnh giới này ai cũng mong muốn hết. Đủ kiểu mong muốn. Có nhiều người muốn nhiều cái nó còn tầm bậy tầm bạ nữa. Muốn nhiều cái kỳ cục lắm. Thì cái đó chắc chắn là chúng ta đã kinh qua, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã biết được những cái mong muốn đó nó như thế nào. Nhưng mà mình bỏ lại cái gì, mình mới hướng tới cái mới. Thưa quý vị, bỏ lại những cái cũ. Phải không? Năm mới nè, là cái năm đó nó mới hơn cái năm cũ. Như vậy cái năm cũ là năm gì? Năm đã qua, nói chuyện quề. Năm cũ là năm đã qua. Năm cũ thực ra nó cũng không có gì cũ hết. Nó cũng có nhiều thôi. Cũng 12 tháng. Thì một tháng có 30 ngày. Chỉ trừ năm nhuận thì có 13 tháng. À, theo cái chu kỳ tuần hoàn. Nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái năm cũ này nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi với những vui buồn của đời thường. Cho nên khi nó qua rồi chúng ta mừng lắm. Phải không? Chúng ta mới lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái phấn chấn để bắt đầu cho một năm mới. Nhưng mà theo quý vị biết, năm mới này, quý vị có tiên đoán ra được là nó sẽ tốt hơn năm cũ không? Có hả? Không đoán được. Chúng ta chỉ đặt niềm tin, chỉ thêm kỳ vọng, hay nói khác hơn, chúng ta dệt mộng. Chúng ta đưa cái mong muốn của mình và mình biến cái năm mới, năm nào cũng tốt, năm nào cũng đẹp. Còn cái cũ phải nó đẹp không? Nó cũng đẹp. Nếu mình quay trở lại 12 tháng trước, chúng ta cũng có cái tâm nôn nao hướng tới năm mới, nó đẹp. Phải không? Nhưng mà không ngờ một năm qua, trời ơi, sao quả tạ nó chiếu vô mình. Làm ăn làm đâu thua đó, đụng ai người ta chửi nấy. Trời ơi, chán quá, bây giờ nghe vô chùa cúng để mong cho năm tới bình yên. Thì cái tâm trạng này nó được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, phải không quý vị? Có phải vậy không? Y chang vậy chứ gì nữa. Mà chối không à, ngồi im gu à. Tức là cứ cuối năm là chúng ta cứ phập phồng, chúng ta cứ nơm nớp để chờ cho năm tới. Năm tới tốt hơn, năm mới đẹp hơn, năm tới là bình yên hơn, làm ăn nó phát đạt hơn. Tại vì cái năm cũ này nó ngán ngẩm quá. Nhưng mà rồi tới cuối năm mình mới thấy năm này cũng đâu có thua gì năm kia. Phải không? Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục chúng ta dệt nữa. Rõ ràng đời người có khác chi một giấc mộng dài. Một cái giấc mộng mà chúng ta không có dừng lại được. Tới khi bừng tỉnh mới biết rằng đó là mộng. Khi chúng ta tỉnh mộng rồi thì sao? Lúc bây giờ đò lỡ chợ trưa rồi, tro tàn củi tắt rồi, hết si quách. Nói dần dần là hết si quách. Cho nên á, đây là cái câu hỏi, xin lỗi, đây là cái lời giải đáp cho các Phật tử nói: thưa thầy, sao con vô chùa con thấy toàn là ông già bà già không mà không có ai thanh niên vô hết? Thanh niên nó mắc mộng, nó mắc mơ, đúng không? Nó mắc dệt. Nó nghĩ là cuộc đời của nó sẽ là sáng lạng, sẽ là một tương lai rất là đẹp. Nhưng mà tới khi nó phát hiện ra cuộc đời của nó chẳng có gì mới, chẳng có gì đẹp, thì lúc đó nó cũng mắt lờ, tai điếc, gối mỏi, chân trùng. Cũng giống như mấy ông già, mấy bà già vô chùa hiện tại. Phải không mấy bác? Tức là đã trải qua một thời gian biết bao nhiêu thăng trầm biến dịch, khi có gia đình rồi lo gia đình rồi lo con lo cái, tới khi con cái thành đạt rồi mấy bác có yên lòng chưa? Chưa. Bắt đầu tới gì nữa? Cháu đó, con là máu, cháu là mủ, phải không?
đâu có bỏ được, rồi cứ lo lắng. Tới khi nào mà mình cảm thấy mình mòn mỏi, mình nhìn về cái cuộc đời của mình suốt 50 năm, 60 năm, rồi 70 năm, bây giờ nó được cái gì đâu, lòng của mình nó trống rỗng. Trống rỗng ở đây chúng ta không biết nương tựa vào đâu, và chúng ta thấy đường trước nó mịt mù. Nếu mình không chuẩn bị tu ngay từ lúc còn trẻ, thì khi tới già chúng ta cũng sẽ lạc lõng, mênh mang giữa đất trời. Cho nên Ngài Quy Sơn đã nhắc nhở những người tu tập ở trong cảnh sách đó, hai câu rất là hay. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn. Nếu mình không biết tu thì đường trước nó sẽ mịt mờ, chưa biết đi về đâu. Bây giờ hỏi mấy bác nè, mấy bác có biết được đường trước mấy bác đi về đâu không? Hỏi bác đây tóc trắng nhất nè, biết không bác? Không biết luôn phải không? Nói thiệt nha, biết không? Đó, y chang như cái bác này cũng cố gắng niệm Phật để chờ Lâm Chung đi về với Đức Phật. Làm gì toàn là chuẩn bị cho cái ngày đó không à? Ây da, xin lỗi. Không ngờ bữa nay mình mạnh dữ chứ. Cửa gì, cái mặt bàn này nó dởm á. Cho nên kiến nó mới tuột tới tuột lui. Tức là bác chỉ biết niệm Phật để chuẩn bị cho ngày Lâm Chung để được đi về với Phật không? Hiện tại giờ là thanh thản rồi đó hả? Tức là không vướng bận vợ, con, gia, tài, sự nghiệp gì hết hả? Có mà gán bỏ hả? Di chúc viết xong chưa? Chưa, thấy không? Đúng không? Đó, lo mà di chúc lại đi. Chứ để không thôi lỡ có chuyện về con cái nó chém lộn, nó thưa kiện với nhau đó. Thầy gặp mấy người già thầy hay suối như vậy lắm. Để coi có thương tình không, để tên mình vô gốc. Thầy rất là bất ngờ khi hỏi ai cũng nói niệm Phật để chờ lúc chết để đi giảng sanh. Trời ơi là trời, tu hành gì mà toàn là chuẩn bị cho ngày tang thương đổ nát không à? Phải không? Làm gì mà niệm Phật mà để cho đợi tới ngày chết. Quý vị đọc cái bài sám phát nguyện coi, con niệm Phật để lòng thanh thản, phải không? Vậy thì đợi tới chết mới thanh thản à? Sống này mình thanh thản được không? Chết là biết gì thanh thản nữa. Quý vị tu nó bị hỏng, tức là trong cái suy nghĩ của mình á là nó bị lệch rồi. Tại vì thấy người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu cho mấy người mà ngáp phát chết á, đi tiếp dẫn đó, đi hộ niệm đó, ở đây mình có đi không? Đó, cứ đi riết vậy nó quen cái thể niệm Nam Mô Di Đà Phật là biết sắp ngáp rồi. Quý vị thấy con nó sai lầm quá. Thiệt tình nó thật khổ ghê vậy. Tu làm sao để cho ngay lúc sống này nó thanh thản, nó an lạc nè, đợi tới ngáp lúc đó có an lạc được không? Không có an lạc được. Mình phải gieo cái nhân tu an lạc ngay bây giờ, để lúc đó chúng ta khỏi phải ngáp, chúng ta thanh thản, chúng ta bình tĩnh, để chúng ta chuẩn bị cho một đời sống mới, đó cũng là hướng về tương lai. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc tại sao mà vô chùa toàn là thấy ông già bà cả, tại vì trải qua một chặng đường dài 4-50 năm, 6-70 năm, cảm thấy mình không có nơi nương tựa. Nhưng mà để thấy ra được cái điều này phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên mấy em thanh niên nó chưa có kịp nhận ra, vì nó còn nhiều ước mơ, nó còn nhiều giấc mơ nữa, nó không hề biết được cuộc sống của nó là một giấc mộng dài. Câu nhân sanh như trường mộng này chẳng qua chỉ là nghe cho vui. Tất cả những cảnh đến trong cuộc đời của nó cảm nhận điều là thật, không hề biết ra được đó là gió câu qua cửa sổ. Khi nó nhận ra được bản chất của vô thường nơi cuộc sống này thì không bao giờ nó tham đắm, không bao giờ nó vướng bận, mà nó chuẩn bị một cái tương lai rất là dài, một cái tương lai mới. Cho nên chúng ta không có cái cũ, cũng không có cái mới. Cái cũ chính là những cái gì? Là những cái mà làm cho chúng ta bực bội, làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta phiền não, chúng ta không thoải mái, chúng ta muốn bỏ nó đi. Phải không?
để chúng ta lấy một cái mới, nó không phiền não, không bực bội, không thoải mái. Chứ không phải năm mới là bỏ hết những cái cũ của năm cũ, trời đang làm ăn phơi phới gì, tự nhiên bỏ dẹp tiệm. Năm mới, mở tiệm mới. Dám không? Mở tiệm mới, kinh doanh mới, không có dính líu tới cái tiệm cũ hết, cái nghề kinh doanh cũ gì dám làm không? Cho nên quý vị xác định cho kỹ đi, cái cũ với cái mới là cái gì? Thì ở đây, thầy xin nhắc lại quý vị một lần nữa. Cái cũ là cái mà chúng ta mệt mỏi với nó, chúng ta bực với nó, chúng ta phiền với nó. Chúng ta không có muốn nó đeo với mình nữa. Thì cái đó gọi là cái cũ. Phải không? Nhưng mà có những cái cũ chúng ta không có bỏ được đâu. Thí dụ như là ăn cơm. Mấy chục năm mà cũng ăn cơm. Phải không? Quý vị biết á. Chúng tôi có đi tới thăm hai cái bác đó già rồi. Mà điệu lắm. 70 mấy 80 tuổi rồi. Cái bác nói, à, bữa nay có thầy tới tụi bay làm gì mới mới cho thầy ăn nha, chứ đừng nấu cơm hoài ăn nó ngán lắm, nó cũ lắm. Nghe điệu thì ớn. Quý vị nghĩ mấy cái mới mình ăn được lâu không? Giả tỷ như là cháo nè, là bánh canh nè, là bánh xèo nè, mình ăn hoài được không? Lâu lâu ăn lần thôi, cơm tuy nó cũ nhưng mình ăn hoài nó không có ngán. Cho nên cái cũ đó không cần chúng ta phải bỏ. Vì sao? Vì cái cũ đó nó không có đem tới đau khổ cho mình, nó không có đem tới phiền muộn cho mình. Mắc mới thì mình bỏ nó, phải không mấy anh mấy chị? Đó. Có nhiều cái còn cũ hơn nữa, có nhiều cái còn cũ hơn nữa. Đó. 20-30 năm rồi tự nhiên thấy chán, kiếm cái mới. Sao bác gãi đầu hoài vậy bác? Nãy ho rồi giờ tới ngứa ngáy hả? Cho hỏi thăm bác nè. Bác có bao giờ bác nghĩ là bác ngán cái cũ, bác kiếm cái mới không? Không có hả? Trời ơi, ai mà đi cạnh bác chắc người đó hạnh phúc lắm. Sao gãi đầu nữa trời ơi, mắc cỡ hả? Thầy có hỏi một cái bác kia, bác nhiều khi thấy cũng thấy thương, mà nhiều khi thấy cái mặt của bà thấy ghét lắm, thầy không có biết đâu. Thầy nói cảnh giới là thầy không có biết. Thầy có hỏi một cái bác đó, bác đó nói vậy, nó nhiều khi thấy cái mặt của bà thấy ghét lắm, thầy không có biết đâu. Thầy nói vậy chứ 50 năm trước thấy ghét không? Ông nói không, hồi trước thấy dễ thương lắm, hiền lành lắm. Nói gì nghe nấy, còn bây giờ nói gì cãi nấy. Thầy mới nói người ta nghe lời bác 50 năm rồi còn ức hiếp cái gì nữa. Trong khi đó bác có nghe lời người ta lần nào không? Ông nói có chứ thầy, nghe lời chứ. Bưng cái dĩa này xuống đi con. Tự nhiên cho nguyên cái dĩa hột xoài lên đây. Thì thưa quý vị, những cái cũ đó là những cái mà chúng ta không cần nữa vì nó đang làm phiền mình. Những cái cũ là những cái mà nó đem tới đau khổ cho mình. Chúng ta có xu hướng chúng ta đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình. Cái đó gọi là cái cũ. Chứ thực chất cuộc sống này không có gì gọi là cũ và mới hết. Còn cái mới là những cái mà chúng ta muốn nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà thực ra cái mới, cái đẹp đó, nó cũng từ cái cũ thôi. Bây giờ nè, mình nè, tự nhiên ngày hôm qua mình bằng một đồ rách, mình không trang điểm, nhìn thấy mình giống y như cái bàn. Tự nhiên bữa nay đi đám cưới, thấy lột xác ra. Trời ơi, tôi nhìn bà tôi không ra nghe. Tôi tưởng nó bà chủ bán hộ. É. Ta chờ hộp xoàn, cái tự nhiên rớt ra chữ hộp é. Thì có phải là cái người đi đám cưới hôm nay là cái người mà ngày hôm qua đi bán rau ngoài chợ không? Phải không? Nhưng mà nó được thay từ cái bộ đồ rách, bộ đồ cũ bằng một bộ đồ mới. Cái đầu tóc để bù xù, túm lên cục cột của nó, đội cái nón lá. Tự nhiên bữa nay chải lại xịt keo, nhìn cho nó mignon hơn chút. Là nó mới liền. Cho nên cái mới đó là cái mới từ nơi cái cũ. Để chúng ta có thể biết được rằng muốn có cái mới, chúng ta phải giữ cái cũ và cải thiện cái cũ. Muốn cải thiện được cái cũ đó, chúng ta phải nhìn cái cũ này một cách
trung thực và khách quan để chúng ta sửa đổi nó, phải không? Tự nhiên bây giờ cái răng của mình nó bị gãy, mình phải nhìn coi nó gãy kiểu gì, đi tới bác sĩ nha khoa để bác sĩ người ta chữa cho mình, để người ta trồng một cái răng mới trên cái chân răng cũ, phải không? Trên cái nền của cái răng cũ. Chứ không lẽ bây giờ trồng ở đâu? Không lẽ hay trồng răng trên cái lỗ mũi? Phải trồng ngay cái chân răng cũ. Bắt buộc chúng ta phải như vậy. Người tu tập là luôn nhìn về những cái phiền não của mình. Bây giờ hỏi quý vị nè, phiền não của mình là những cái gì? Ở đây có ai đã chưa từng bị phiền não không? Có không? Ở trong đây có ai không bị phiền não không? Có không bác? Tự nhiên hỏi cái nhốn nháo, tưởng đâu bác có không à? Có ai không bị phiền não không? Có, cho thầy xin địa chỉ. Thầy tới thầy học. Để mai mốt có đi cho mình nắm cái vạt áo kéo mình đi. Phiền não. Dạ phiền não bác. Bác nghe không rõ hả? Phải gắn cái máy trợ thính mới nghe được. Tại vì mấy chục năm nay nghe nhiều quá rồi. Mà đố quý vị bác này nghe gì nhiều. Hả? Nghe tụng kinh. Nghe riết bây giờ không nghe nổi nữa. Quý vị biết ai tụng kinh cho bác này nghe không? Cái đó là quý vị tự thú tội trước hoàng hôn nha. Thầy không có đề án tử ai hết nha. Phiền não, chúng ta hãy nhìn thẳng vào nó. Nhìn sâu vào nó và nhìn một cách chắc thật vào phiền não. Để chúng ta biết được mình đang phiền não ở góc độ nào, ở phương diện nào. Thì ở trong kinh dạy cho chúng ta có 84,000 phiền não. Quý vị ngồi quý vị đếm thôi. Từ sáng tới tối. Quý vị để ý nha. Bây giờ thầy sẽ tập cho quý vị. Sáng thức dậy. Quý vị để ý. Từ lúc chúng ta thức dậy ở trên giường cho tới khi chúng ta leo xuống giường. Có phiền não gì không? Ai nói có? Giơ tay lên. Đâu ai nói có? Không, cái này là tu á nha. Ai nói có đâu giơ tay lên. Từ lúc mà thức dậy con nó có phải không? Rồi mời con vô đây. Vô đây cầm máy nè để thầy hỏi coi. Cái này là phương pháp thực tập đó để quý vị được an lạc trong cuộc sống. Dạ không, mời cái em trai kìa. Tại nó giơ tay mà nó nói có đó. Vô đây. Giơ tay là tiêu rồi con. Không, quý vị lắng nghe, tại vì đây là pháp sống đó. Rồi bây giờ con có thể nói cho thầy với lại mọi người biết, từ sáng mới thức dậy cho tới bước xuống dưới giường ngủ đó, con phiền não cái gì mà con nói có? Thầy, sáng bắt đầu thức dậy là lo trước rồi, biết bữa nay làm cái gì, những chuyện của mình sắp xếp sẵn rồi đó. Rồi có khi suy nghĩ đủ chuyện, cả trước khi chuẩn bị lên giường ngủ cũng bắt đầu gầu trước rồi. Vô là sao ngủ không được. Thằng này nó giàu có về chuyện phiền não lắm. Nó gầu trước khi ngủ được. Quý vị biết không, đây là lời nói thật. Để chúng ta biết được nguồn cơn của tất cả những phiền não. Bắt đầu là từ một ngày buổi sáng. Bây giờ con thức lúc mấy giờ? Thường thường con thức chắc là 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi rồi, bây giờ lấy cái móc 6 giờ rưỡi đi. Chứ còn ở trong chùa là 3 giờ thức dậy rồi, chứ không có ngủ giống như con đâu. Thức khuya tới mấy giờ? Đêm nào cũng từ cả 12 giờ trở lên hết trơn. Mà ăn trộm mà làm gì thức khuya vậy? Có thiệt. Được. Ngủ không được. Làm gì ngủ không được. Mà sao mắc mớ vậy, lúc đi ở ngoài đường không suy nghĩ mà lên giường thì suy nghĩ. Cầm máy kề lên nói để mọi người nghe. Nói chung là trong người lúc nào làm gì cũng suy nghĩ hết trơn, đi đứng ngồi lúc nào cũng suy nghĩ hết. Quý vị thấy quý vị có giống em này không? Thầy tin chắc là quý vị có giống.
Bây giờ lắng nghe để chúng ta có thể gỡ ra. Thì bây giờ ha, con đã trả lời cho mọi người biết rồi. Tức là hãy mà ngủ vừa mở mắt ra là tiếp tục con suy nghĩ về những điều mà đã nghĩ từ ngày hôm qua chưa xong, để chuẩn bị cho một ngày hôm nay làm. Nhưng mà tại sao những điều đó con đã chuẩn bị từ ngày hôm qua để hôm nay làm mà những điều suy nghĩ đó lại làm cho con bực bội, cho con phiền não? Cho nên con chưa tìm ra, cho nên con cố gắng để đi tìm để nó gỡ, nó đỡ gối cho nó. Khi nói chung là nhiều chuyện mình suy nghĩ nó không có thấu, như con nhỏ. Không, thầy nghĩ là con biết, nhưng mà bây giờ nè, đại khái là con suy nghĩ những chuyện của việc làm, của công việc làm của con trong ngày hôm đó. Những việc làm đó là những việc gì, với mục đích gì? Ví dụ như sáng thức dậy là chuẩn bị con đi dạy, con dạy tiểu học. Sáng thức dậy là chuẩn bị bài xong rồi, dạy như thế nào cho học sinh hiểu bài, hoặc là mình dạy bữa nay có đạt hay không, khi mà rủi như là bất ngờ có người ta vô dự giờ hoặc là kiểm tra gì đó, mình sẽ đối phó như thế nào, lo lắng cái tiết dạy đó có được tốt hay không. Như vậy thì trong lúc con làm đó, rồi con có cảm thấy bị phiền não không? Đi dạy học đó. Lúc đi dạy học cũng có lúc, đôi lúc có phiền não, nhưng đôi lúc cũng có cái sự an ủi trong đó. Nói chuyện quề. Thôi được rồi, cảm ơn con, đi về chỗ ngồi đi. Ngồi đây đi, khỏi cái đi vô đi ra cản mấy bác đó. Thưa quý vị, thực chất em này nói rất là đúng. Là khi chúng ta bước lên giường ngủ của ngày hôm nay là chúng ta bắt đầu lo cho ngày mai. Phải không? Dù cái công chuyện của các em này là làm thầy giáo đi dạy học đó. Tức là cái chuyện này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó không có cái gì mới hết. Chỉ soạn bao nhiêu giáo án, rồi dạy bao nhiêu môn học cho những cái lứa tuổi đó ở cái lớp học đó mà thôi. Nó không có bị biến động gì hết. Giả tỷ như người ta đi buôn bán thì nó dính líu tới thương trường, thì cái giá cả thị trường nó luôn biến động. Cái đó nó mới mệt. Còn dạy học không, những cái chuyện nó được lặp đi lặp lại nhiều lần như một cái lối mòn, nhưng mà em này vẫn phải suy nghĩ. Điều này có nghĩa là phiền não lúc nào nó cũng có ở trong lòng của chúng ta. Tại sao em này nó phải suy nghĩ? Em này đã trả lời. Vì sợ có những điều bất trắc xảy ra. Hễ mà chúng ta có sợ những điều, chắc mở cái quạt đi, thấy quý vị này nóng không? Nè, tại nắng nó lên nè, cô này có cầm cái vạt áo cô phất phất đi mà. Tại sao chúng ta sợ? Là tại vì chúng ta ngại, không có đủ sức để đối phó với những cái bất trắc. Phải không? Cho nên mới sợ, em này sợ dự giờ, hoặc là sợ có cái trường hợp gì đó xảy ra mà không có thành công trong cái buổi dạy. Thì cái sợ đó nó làm cho chúng ta lo lắng. Khi mà ước mơ của mình không có được, mục đích của mình không đạt được, chính hai cái này là nguyên nhân làm cho chúng ta phiền não. Phải không? Làm cho chúng ta cứ lo hoài. Đó là những cái ước muốn của chúng ta không thành. Chúng ta cứ lo. Dù chúng ta đang thành công, chúng ta vẫn sợ. Sợ nó tan vỡ. Sợ nó đổ bể đi. Sợ nó sẽ nát ra hết. Cho nên cái tâm lý sợ chính là từ tham mà ra. Rốt lại, phiền não từ nơi tham. Một cái con đường mòn chúng ta đi thường ngày, tại sao chúng ta vẫn còn lo lắng? Chuyện này rất là phi lý, nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng. Là gì? Cái tâm tham này nó chưa có dừng lại được, chưa có kết thúc được. Cho nên sáng ngủ thức dậy là chúng ta bắt đầu lo rồi. Không phải đợi tới sáng mà chúng ta lo, mà chúng ta đã lo sẵn từ ngày hôm qua, lo sẵn từ trong quá khứ. Cái chủng tử mà tham dục đó
nó chưa có mất, nó nằm lại, nó chính là cái cội gốc để cho chúng ta tiếp tục phiền não, chúng ta tiếp tục lo lắng, chúng ta tiếp tục sợ hãi. Tất cả những cái tư tưởng đó làm cho chúng ta sáng mở mắt ra ở trên giường là bắt đầu chúng ta đã phiền. Mà suốt một ngày chúng ta phiền bao nhiêu lần? Ra gặp người thân, người thân mình cũng lo lắng giống như mình, rồi họ cũng phiền não giống y như mình. Cho nên hai người đang phiền não thì họ gặp nhau, theo quý vị vui hay không vui? Hả? Vui hay là không vui? Chắc chắn là không vui. Cho nên mình tu ngay chỗ này. Bản chất mình đã phiền não, nền tảng cho cuộc sống này của chúng ta đang bị phiền não nó chiếm hết. Người thân mình cũng phiền não. Cho nên quý vị thấy mở mắt ra sáng sớm có nhiều người đã gây lộn rồi. Phải không? Không biết nó hận thù đời nào, kiếp nào, đời nào thì mới mở mắt ra là nó gây lộn rồi. Quý vị có chứng kiến mấy cảnh đó chưa? Có, thầy chứng kiến hoài à. Tại ở đó, nhà thầy ở ngay cái chợ. Ở ngay cái chợ đó, thành ra ngày nào mình cũng nghe chuyện gây lộn, gây gỗ y xèo. Mà thỉnh thoảng mình thấy chuyện ở trong nhà mình cũng có gây. Không phải là gây chữa lộn sùm, nhưng mà sáng sớm là cũng có một vài vấn đề không có thông. Giữa anh chị em với nhau trong nhà thôi. Đơn giản một chuyện. Nhà mình giờ có 5 người mà có một cái nhà tình nghĩa. Mình đứng ở ngoài mình chịu nổi không? Mình chỉ đứng được 3 phút, 5 phút, tới 10 phút là hết được rồi đó nha. Mình làm gì ở trong đó? Mình đọc báo hả? Ở ngoài này là bắt đầu mình la làng rồi. Phải không? Quý vị thấy phiền não nó phát sinh, suy cho cùng cũng từ những lý do rất là đơn giản. Xin lỗi, đây không phải là mình muốn nói chuyện thô, nhưng mà chúng ta phải nhìn một cách rất là trung thực. Mình có thể chờ được hơn nữa không? Hả? Có thể chờ được, chỉ trừ những trường hợp chúng ta bệnh thôi. Chứ còn người khỏe mạnh là có thể chờ được. Chúng ta lấy cái tư tưởng của mình để chúng ta có thể quá chịu được những cái khó khăn. Chúng ta dùng cái tư tưởng của mình được hết á. Nhưng mà vì chúng ta không quen chờ, chúng ta quen được chiều và muốn được chiều, phải không? Tức là những cái ý muốn của mình, những mong mỏi của mình là phải làm chủ đạo. Mọi người chỉ có việc nghe theo, tuân thủ theo. Bây giờ chúng ta không có được đáp ứng cái nhu cầu đó. Người khác không có chiều mình, cái nhu cầu của mình không được đáp ứng liền, chúng ta sẽ phiền não. Cho nên gây, cho nên bực. Đó, mới sáng ra là có chuyện rồi, rồi đi làm. Chúng ta đã mang một cái tâm trạng đã bị phiền não nó chi phối, thì chúng ta không có đủ sáng suốt. Chúng ta không có đủ sức định tĩnh. Thầy nghĩ cái giảng đường này chắc thầy trụ trì phải kiếm sáo, kiếm gì bỏ ở ngoài á. Chứ còn kiến cái kiểu này nắng nó vô quá, nắng chiều nè. Chắc thầy chờ mấy cây này nó lớn lên, nhưng mà chờ xong rồi chắc quý vị cũng thành khô. Tại lần trước thầy đi xuống cái cây này nó cũng bị lớn, bây giờ nó cũng bị lớn, nó đâu có lớn thêm được miếng não đâu à. Cũng phải 3-4 năm nữa. Thầy tưởng tượng 3-4 năm nữa quý vị phơi nắng mỗi tháng một lần phơi nắng kiểu này chắc thành khô á. Thì chúng ta đã mang một cái tâm bị phiền não nó chi phối như vậy. Rõ ràng quý vị sẽ không bao giờ được bình yên trong cuộc sống này. Mà cái phiền não đó là nó cũ dữ lắm rồi, phải không? Cái tham muốn của mình nó mới hay nó cũ? Nó mới sao được, mới nó cũ mềm. Mới đâu mới, cũ. Do tham mà mình sanh ở cuộc đời này. Cái nghiệp tham đó nó dẫn chúng ta sanh tới cảnh giới này, thì nó là cái nghiệp mới hay cũ? Cũ, vậy mà còn nó mới. Cải chài cải cối lên. Tức là cái nghiệp đó chúng ta đã tạo vô lượng kiếp rồi, nó là chủ đạo để nó dẫn chúng ta tái sanh trở lại cảnh giới này. Cho nên đó là nghiệp cũ. Nhưng mà chúng ta sống với cái cũ đó hoài, không hiểu sao chúng ta không chán.
Phải không? Quý vị có chán với cái tham của mình không? Hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm lắm. Có lúc chúng ta cũng mệt mỏi với tâm tham của mình, phải không bác? Có khi chúng ta mệt mỏi gì? Muốn hoài mà không có, tìm hoài không thấy, mong hoài không được, không mệt quá, già già bảy mấy tuổi vô chùa niệm Phật chuẩn bị cho ngày cuối giống như bác. Có những lúc đó chúng ta sẽ thấy mệt mỏi với cái tâm tham của mình, nhưng cái mệt mỏi đó nó chỉ thoáng qua, cái tham nó vẫn còn nguyên vẹn đó, nó còn nguyên đó, chứ không bao giờ mà nó mất đi đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta tu tập thì chúng ta mới có thể dứt trừ được. Trừ khi nào chúng ta phát tâm tu tập, này nghe hay hơn ha, thì chúng ta mới có thể nhìn sâu vào nơi cái tham của mình là cái nghiệp cũ đó. Thưa quý vị, tất cả đều là nghiệp cũ hết, không có cái nào mới hết. Chỉ có cái tâm của chúng ta là chúng ta đắp thêm mới, đắp thêm mới. Hôm qua mình mặc bộ đồ màu đen, bữa nay mình mặc bộ đồ màu trắng, thì mình nói trời, mặc bộ đồ này thấy chị lạ ra, chứ thực ra chị cũng y vậy, mặc cũng đường hẻm không, nó cũng cũ y vậy, cũng một người. Rồi ngày mai cái mặc bộ đồ vàng, ngày mốt cái bận bộ đồ màu xanh. Thực ra đồ thì nó có mới có cũ là do chúng ta sắm, chúng ta đắp. Quý vị đồng ý không? Đồng ý là khi ngủ chúng ta có phiền não không? Đúng rồi, thì phiền não có, nó có chừa mình là ban ngày nó mới phiền, mà ban đêm nó không phiền không? Chưa kể tới có nhiều chuyện khác nó còn phiền. Giả sử như mình đang ngủ, tự nhiên ai mở nhạc lên, hoặc chả là ai đi nó rầm rầm, hoặc là ai nói lớn tiếng, chúng ta cũng còn phiền não nữa, phải không? Còn những chuyện khác nữa. Dạ, đúng rồi đó. Mình ngủ đó, tự nhiên cái mình thấy mình giật mình chơi giới là do mình trong đó mình đi ra, để mình đi đâu mình bị dắp té, phải không? Hoặc là mình hụt chân là tự nhiên cái chân của mình nó cũng giật, không biết giật kiểu gì, đá người kia muốn rớt giường luôn. Hồi đó đó quý vị biết, có một lần thì mấy thầy đi giao lưu với các trường khác, thì trong lúc đi giao lưu với trường Đà Lạt ấy, ở Lâm Đồng, năm đó là năm 1993-92, là cách đây mười mấy năm rồi. Xin lỗi, cái chân nó mỏi quá, muốn gác lên nãy giờ mà không dám gác. Tại vì cái bàn này nó thấy giò, thấy cẳng hết trơn, nó trời. Đề nghị thầy chủ trì kỳ sau là phải quấn cái giải lại đi. Nãy giờ ngồi giảng mà nó không có tự tin quá gì biết không. Trời, còn đưa cái này cho gác chân nữa kìa. Thiệt tình là chỉ có chùa Phật Quang chứ không có chùa nào hết, không có đụng hàng mà cái miếng gác chân này coi nhìn thấy thấy ớn. Thôi đang ta đưa tới, thôi gác luôn. Tự nhiên cái áo gì? Thực ra chúng tôi mong cho cái áo này nó dài thêm để nó che hai cái bàn chân lại, mà sao nó ngắn quá vậy? Cái gì vậy bác? Dục ra đây nè. Thì quý vị biết trong lúc giao lưu đó thì lại có một cái trận mà giao hữu đá banh. Mấy thầy lúc đó còn trẻ, còn khỏe lắm, còn trẻ nhỏ thôi, 19, 18 tuổi, 20 tuổi à. Thì không hiểu sao cái trường kia kêu đá banh mà thấy nó kỳ quá. Này kể quý vị nghe thôi chứ đừng có nói với ai. Rồi tối, xong tối ngủ, trời, 100 thầy vậy đó, chung vô cái giảng đường vậy là nằm sắp lớp như cá mồi vậy đó. Nằm kế cái ông thầy quỷ đó, tối ông đá mình binh binh vậy. Tại vì ổng là cầu thủ đá banh. Tức quá ngồi vậy quất cho ổng một cái bóp. Ổng ngồi vậy, ổng nói cái gì vậy, cái gì vậy? Thì nó làm gì mà đá binh binh con ta vậy? Té ra ổng nằm chung bao, ổng gọng đá banh. Nó quý vị coi thấy không? Đá banh đâu ổng thấy mình là thầy mà ổng tưởng mình là trái banh. Thì có khi ngủ chúng ta thấy giống như là chúng ta đang làm cái gì đó, chúng ta đi bị hụt giò, chúng ta té, chúng ta giật mình. Khi giật mình thức dậy, chúng ta cái hành động mà rút cái chân hoặc là khi mà
chúng ta ngủ nằm mơ thấy điều gì thì trong cái lúc vừa tỉnh lại chúng ta vẫn còn thấy điều đó. Hoặc giả là chúng ta bị ai ăn hiếp, chúng ta khóc lóc, giật mình thức dậy còn nước mắt không? Còn đó, hồi nhỏ chúng tôi cũng có đó. Ấm ức, thức dậy còn khóc, còn hít nữa. Như vậy, rõ ràng phiền não nó chi phối chúng ta cả ngày, cả đêm. Nhưng mà bắt đầu một ngày mới, chúng ta phải có một cái nhìn xác thực về cái phiền não này. Nó chi phối mình như thế nào? Như vậy chúng ta mới có cơ hội giải trừ được phiền não. Mình lấy cái mốc là từ khi ngủ thức dậy để làm cái mốc cho bắt đầu một ngày theo cái sinh hoạt của xã hội, của đời sống chúng ta thường ngày. Chứ thực ra người tu tập là luôn phải quan sát. Phiền não dí như bụi mà, cho nên Ngài Thần Tú mới nói thời thời cần phất thức. Tức là lúc nào chúng ta cũng phải quét bụi hết. Lúc nào cũng phải quét sạch hết tất cả những cái bụi phiền não đó. Bụi thì nó có đầy ở trong không khí, lúc nào nó cũng bám. Thường thì chúng ta sáng quét nhà, quét thôi. Là tối có quét không? Tối quét cũng được, hãy bụi bám thì chúng ta quét. Nhưng mà không, chúng ta cứ quét cái buổi sáng. Còn buổi tối chúng ta không quét thì bụi nó sẽ bám trở lại. Cũng vậy, phiền não nó bám cả ngày cả đêm lên cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta bỏ lỏng nó ra thì quý vị sẽ không bao giờ được tốt, không bao giờ được sống bình yên hết. Bây giờ mình chỉ lấy cái mốc buổi sáng sớm chúng ta nhìn về phiền não, để chúng ta có một cái tư thế tự tin hơn để bắt đầu một ngày mới trong cái cuộc sống này, hòa nhập với cộng đồng. Thầy nghĩ chắc bác ra ngoài nghỉ đi, tại trong này nhiều khi nó ngợp á. Nó ngợp, nó nóng, rồi bác ngồi đó nó sẽ ho. Thôi ra ngoài này nè, kiếm cái ghế ngồi bên ngoài gốc cây. Bác ra ngoài kiếm cái ghế ngồi ngoài gốc cây nó sẽ thoáng hơn, vì trong này nó đông người, không đủ không khí cho bác thở. Thấy quý vị đây mặc đồ đẹp quá ha. Mà sao mặc áo đen không vậy? Này màu này đâu phải màu nâu phải không? Nâu đồ nâu. Nâu là bác này mới màu nâu nè. Đó. Thôi mệt quá thì thôi định nâu. Đen thù lùi như vậy mà cũng cãi lại. Thật ra thầy cũng không có phải cãi lại quý vị chi cho mệt. Vì tại vì quý vị đã nói ban đêm không có phiền não thì thầy biết là có cãi cũng cãi không lại. Phiền não rành rành vậy đó mà còn chối nữa, còn cãi nữa. Thì chúng ta bắt đầu một ngày mới để chúng ta nhìn được cuộc sống của mình do tham mà phiền não. Đây là cái ý thứ nhất. Tất cả đều là do tham mà phiền não hết. Để nhìn thẳng vào cái tham này, chúng ta biết được cái tham này nó nhỏ từng chút một, từng chút một. Ví dụ như ngồi trên một cái ghế, tự nhiên chúng ta cũng thấy cái ghế này nó không êm, cái ghế này nó không vừa, chúng ta tìm một cái ghế khác. Đó cũng là tham. Bây giờ đem ra hai ly nước đi, một ly nước lạnh với một ly sinh tố mãn cầu, quý vị uống ly nào? Trả lời cho trung thực coi, uống ly nào? Cho một tràng vỗ tay đi. Lần đầu tiên mới thấy quý vị thành thật đó. Nhưng mà vì sĩ diện mình bưng ly nước lạnh mình uống đúng không? Nhưng mà con mắt mình để vô ly nào? Bưng ly nước lạnh chứ con mắt của mình nó không có rời ly sinh tố mãn cầu. Cái bụng của mình nó nghĩ tới mãn cầu chua chua ngọt ngọt. Bây giờ nhắc tới chúng ta còn muốn nuốt nước miếng. Phải không? Tại cái đó do cái gì? Cái tham mà ra. Mặc dù bây giờ trước mắt mình không có cái ly nào hết, nhưng mà nghe tới đi sinh tố mãn cầu mát mát, lạnh lạnh, ngọt ngọt, chua chua, thơm thơm. Xin lỗi thầy cũng nuốt nước miếng. Nếu mà theo sinh học đó thì người ta gọi cái đó là phản ứng có điều kiện. Tức là những cái thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần trên cái cơ thể vật lý của mình. Cái đó gọi là phản ứng có điều kiện. Hãy mà nói tới me, tới chanh, tới khế, tới những cái gì chua tự nhiên là cái tuyến nước bọt nó tiết ra.
vì chúng ta đã nhiều lần ăn những cái chất chua này, mà mỗi lần ăn là tiếng nước bọt nó tiết ra, cho nên bây giờ khỏi cần ăn, chỉ cần nghe nhắc tới thôi là chúng ta cũng bị cái tiếng nước bọt nó tiết ra. Cái đó gọi là phản ứng có điều kiện, tức là nhờ những cái điều kiện tiếp xúc lâu ngày dần tạo thành thói quen. Cái đó gọi là phản ứng có điều kiện. Chính vì nắm được cái yếu tố tâm lý này, cho nên có một lần quý vị biết là có một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong lịch sử Trung Quốc đánh giặc rất là giỏi. Người đó tên là Hàn Tín. Có lần Hàn Tín dẫn binh đi đánh mà đi ngang một cái vùng nó khô, nó nóng, không có nước uống, ai cũng khát hết. Thì Hàn Tín mới nói: mấy anh em cố gắng, ba quân tướng sĩ, hãy cố gắng lên. Thế trước mặt của mình đó là một rừng mơ. Quý vị biết cây mơ không? Cây mơ này ở ngoài miền Bắc có, tức là cái trái mơ nó nhỏ nhỏ thế này, nó chua, nó có vị chua. Cho nên vừa nói tới rừng mơ là tất cả ba quân tướng sĩ hết khát liền, nó tiết ra cái tuyến nước bọt. Cái phản ứng có điều kiện này đối với con người có, nhưng mà đối với con vật có không? Có. Ví dụ như chúng ta nuôi cá, cứ đúng 7 giờ sáng chúng ta đem cái đồ ra cho ăn. Thì khi mà cho ăn thì chúng ta gõ kẽn. Chúng ta cứ làm hai cái hành động đó cùng một lúc suốt một thời gian dài. Thì sau này cứ đúng 7 giờ chúng ta chưa đem thức ăn ra, chúng ta gõ kẽn, cá nó có bu lại ăn không? Sẽ bu lại ăn. Tức là khi nó nghe gõ kẽn, nó có nghĩa là tới lúc nó ăn, nó sẽ bu lại. Nó quen rồi, cái hành động nó thói quen. Cái đó gọi là phản ứng có điều kiện. Tức là những cái đó do bên ngoài nó tác động vào, nó mới phát sinh ra cái thói quen đó. Còn không có thì nó không có thói quen. Cho nên có điều kiện chính là ở cái chỗ này. Thì cái có điều kiện đó đạo Phật gọi là gì? Huân tập. Sự huân tập. Giống như chúng ta đi vô trong chùa, hãy mà vô trong chùa thì chúng ta có thói quen làm gì? Hả? Niệm Phật, phải không? Mình gặp nhau mình chào Nam Mô với Đà Phật, chứ mình chào gì? Không lẽ mình gặp, ê bà Tám rồi đâu vậy bà Tám? Có vậy không? Không, mình cũng chấp tay A Di Đà Phật, bà Tám. Cũng nhẹ nhàng, thể hiện tu. Thì chúng ta phải mặc áo tràng, chúng ta phải lên lại Phật này kia cái nọ. Chúng ta phải đi nhẹ nhàng, xách dép quay ra. Chứ không lẽ mình đi cà bơi. Cái đó ở nhà thôi, chứ vô chùa không thể đi cà bơi được. Phải không bác? Quý vị thấy đeo mấy cái đai vàng này thấy nó rực rỡ quá. Chói nổi. Tại vì mặc cái áo đen đó, quên áo nâu. Mặc cái áo nâu mà cầm cái đai vàng đó, tự nhiên nó nổi, thiệt là nổi. Quý vị thọ pháp với Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng đúng không? Đạo Tràng Pháp Hoa, Pháp Bông gì đó phải không? Trời ơi, vỗ tay để khẳng định thương hiệu chứ gì đâu à. Thì cái phản ứng có điều kiện đó là do cái tham. Nó được quân tập nhiều tới mức chúng ta không chi phối được nó nữa. Chúng ta không nhìn thấy được nó nữa. Bây giờ mình bị động hoàn toàn và nó ở thế chủ động. Cho nên hễ gặp cái gì chúng ta cũng tham hết. Một cái ly nước lạnh thôi chúng ta cũng không vượt qua được. Xin lỗi, một cái ly mãng cầu thôi, xin tố, chúng ta cũng không vượt qua được. Dù mình không cầm uống, nhưng mà cái tâm của mình đã đặt vào nó, đã hướng vào nó, thì đó là cái tâm tham, nó dẫn mình nhìn vào cái ly mãng cầu đó. Phải không? Quý vị mà nhìn cái tham một cách cặn kẽ, chi ly như vậy đó, quý vị mới có thể mà bước qua khỏi những cái phiền não do tham nó gây ra. Cho nên quý vị ăn cơm đó, nó có năm phép quán, quý vị nhớ không? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, ở đây đọc nghĩa hay đọc âm? Nghĩa hả? Một là gì? Hả? Quý vị không nhớ. Thôi để nhắc cái thứ ba, đó là phòng cái tâm để ngăn ngừa tội lỗi. Tham là cội gốc. Nếu cái tham nó không quan trọng, không bao giờ mà chư Phật nhắc nhở chúng ta kỹ lưỡng như vậy. Vì cái tham này nó biểu hiện nhiều nhất ở mặt nào? Ăn. Cái tham nó biểu hiện nhiều nhất ở chỗ ăn. Cái thứ hai là gì?
mặc, cái thứ ba ở, đúng rồi, ăn, mặc, ở, ở ba cái chữ. Ăn là ăn ngon, quý vị thấy rồi, dọn vô cái bàn ăn, dù mình ngồi ở góc độ nào nhưng món ăn nào bắt mắt nhất thì đôi đũa chúng ta sẽ gấp ở đó nhiều nhất, phải không? Ngay hồi xưa mấy thầy cách đây 20 năm vô chùa tu nó cực khổ lắm, thì một miếng đậu hũ cắt làm 4 thôi, đậu hũ chia 4 thầy một mâm, khỏi ai nói ai, hãy mày ngồi xuống vừa cúng xong là 4 đôi đũa chĩa vô cái dĩa đậu hũ liền, chứ không bao giờ mà chĩa vô cái tô canh hết á, nó ngon nhất. Cho nên bước vô bàn ăn là cái tâm tham nó sẽ thể hiện ra nhiều nhất. Cho nên ông bà mà mới nói miếng ăn làm miếng tồi tàn, mắt ăn một miếng lộn gan lên đầu. Ở đó đó, chúng tôi nghe mấy câu này chúng tôi tức dữ lắm. Làm gì mà coi thường con người ta vì cái miếng ăn mà lộn gan lộn tim. Nhưng mà sau này mình mới hiểu ra được là những câu nói này nó xuất phát từ giáo lý của Đức Phật. Tức là phản ánh về cái tâm tham của con người về cái vấn đề ăn uống. Quý vị biết hồi đó đó, ở nhà của thầy là cái tiệm mai. Thì có một cái chị đó tới học mai, mà chỉ kể ra một cái chuyện này đó, tự nhiên mình nghe mình thấy trời, cái bà này bà không ế chồng cũng ổn. Tức là chị nói ở dưới quê của chị đó, người ta đem lên cho một cái nải chuối, mà nải chuối và hương. Gì vậy em? Ủa trời đất ơi, fan hâm mộ này cũng ghê ha. Thôi được rồi, để đây. A Di Đà Phật. Cái chị này chỉ kể thế này nè, chị nói chị kể lại là cái người ở quê đó đem lên nhà thăm nhà chỉ cho chị một cái nải chuối và hương mà trái bự lắm. Mà chị ăn xong một trái chị no quá trời, cái nải chuối và hương là cái trái nó bự lắm quý vị biết. Chị ăn xong chị no quá, quý vị biết chị làm sao, chị nhìn nải chuối chị thèm quá. Chị móc họng chỗ ra chị ăn tiếp một trái nữa. Ây da. Này làm hết hồn rồi. Khi mà lúc đó thầy còn nhỏ thôi, nhỏ như các em này từ 13, 12, mà nghe chị nói trời trời sao mà ham ăn dữ vậy. Nhưng mình không có dám nói ra, tại chị lớn rồi, chị 20 mấy tuổi rồi, mình không dám nói. Phải giữ cái lễ độ. Nhưng mà không hiểu được là cái tâm tham nó chi phối con người tới cái mức như vậy. Thì cái chuyện mà chị móc cho ói cái trái chuối ra để ăn cái chuối khác, mình thấy thì nó thô thiệt, phải không? Nhưng mà thực chất trong cuộc sống mình nó có những cái tham nó còn thô hơn cái đó nữa, nhưng mà chúng ta che rất là kỹ, phải không? Chúng ta che giấu kỹ lắm, chúng ta ngụy trang nó kỹ lắm, để cho cái tham này nó không có khởi ra, nó không có hiện ra. Có rồi, muốn có nữa, muốn có thêm. Có cái cô đó, cô nói thưa thầy con muốn tu lắm, nhưng mà thưa thiệt với thầy, con mà vô tu á, chắc con phải xin thầy cho con đem theo tấm nệm. Tại vì không có nệm là con ngủ không được, nó đau lưng lắm. Thầy nói, mai mốt á, rồi ra nghĩa địa đó, đem thêm tấm nệm ra ngoài đó. Chị nói đem ra làm chi? Chị thiệt thà lắm, chị đâu có biết là mình nó xiên nó xỏ. Chị hỏi đem tấm nệm ra nghĩa địa làm chi? Thầy nói thì chết xuống rồi nằm nó cũng đau lưng, rồi đem tấm nệm nó xuống dưới đó mà nằm. Quý vị thấy không? Tất cả đều là do tham hết. Nhiều cái tham nó còn thô hơn nữa, nhưng mà chúng ta ngụy trang rất là kín, rất là khéo, không có thấy, nhưng mà nó ẩn tàng bên trong, giống như những cái đợt sóng ngầm, nó chảy rất là mạnh. Cái tâm tham đó, nó chảy xiết, nó không có dừng. Nó chảy từ đời này qua đời khác, rồi dẫn qua đời khác nữa. Chúng ta vẫn không bỏ cái tâm tham này. Mà cái thứ nhất biểu hiện ra đó là ăn. Cái thứ hai là mặc. Có ai muốn mình mặc xấu không? Không. Phải mặc đẹp. Dù nghèo đi chăng nữa, cũng phải ăn mặc cho nó tươm tất, cho nó đàng hoàng. Chỉ trừ một vài người. Để có chuyện gì không cô? Không có, sao mà cười te tét à? Cười tấm nệm. Trời, chết liệm theo cái giọng hả? Thì quý vị thấy cái thứ hai là cái mặt.
là những cái rất là bình thường, mặc để che thôi, để che thân thôi, phải không? Ông bà mình nói là ăn mặc là để che thân thôi. Tại vì sao? Cái thân mình đẹp không? Xấu cho nên mình mới che lại, phải không? Vậy mà bây giờ là lỗi thời rồi quý vị. Có nhiều cô trẻ trẻ đi vô chùa thầy, trời ơi, nhìn thấy hú hồn luôn. Mình sợ nó bị trúng gió. Tại vì nó mặc trống lỏng vậy, gió nó nhập vô rúng nó chết. Nó trúng gió chết. Ăn mặc kỳ cục quá đi mà đi chùa đó. Kỳ, thiệt là kỳ mà là Phật tử đó nha. Tức là cái model bây giờ, cái quan niệm bây giờ, nó mặc không có kín đáo, giống như ông bà của mình. Trong khi á, mình mặc á, là để che là những cái xấu, còn nó mặc cái kiểu gì không biết nữa, nó không có che. Tức là cái quan điểm của nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói theo cái kiểu ông bà mình đi ha, mình sống theo kiểu bình dân, tức là che lại những cái xấu thì đồ quần áo để che thân thôi, thì miễn sao nó kín nó lành lặn thôi. Nhưng mà không, bây giờ mấy cô đã từng đi mua đồ, đi sắm đồ chưa? Có chưa? Chưa, ai mà tội nghiệp gì trời. Đã từng đi mua đồ rồi thì biết, quý vị có bao giờ mà vô mua bộ đồ mà 5 phút ra không? Có không? Không. Ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Nguyên cái tiệm ta mấy trăm bộ đồ vậy đó, lựa không được bộ nào vừa ý hết. Qua tiệm kế bên cũng không vừa ý. Qua cái tiệm nữa cũng không vừa ý. Đi nguyên một dãy đó một ngày, chưa có được bộ đồ vừa ý nữa. Điều gì mà điều quá trời quá đất vậy không biết. Cái đó là gì? Là tham đó. Không phải là không có đồ cho mình lựa đâu, mà tại vì cái ý của mình nó còn hơn cả những cái người thiết kế ra. Mình không có biết được cái mục đích của quần áo là để che thân, mà muốn cho nó đẹp. Thực ra không phải là đẹp là nhờ quần áo đâu. Nhiều người nói đó, chim quý thì nhờ lòng son, người đẹp thì nhờ lụa. Thực ra không phải. Người đẹp nhờ tâm hồn thanh cao. Quý vị đồng ý không? Có nhiều người đó đẹp dữ lắm, mà nó nói ra cái mình bịt lỗ tai lại không kịp, vì mình không nghe nổi những cái lời của nó nói. Nói ra là mình nghe mình muốn tẩu quả nhập ma luôn. Dùng những cái âm thanh mà nghe nó rít qua cái khe cửa miệng mình, cái hàm răng mình á. Bây giờ tôi nói rồi cuối cùng ông có nghe hay không? Nói cái kiểu đó làm sao mà nghe được? Ông nói những cái kiểu đó là chết rồi, chết người rồi. Tức là cái mặt nó chỉ là để che cái thân của mình lại thôi. Chúng ta phải biết được cái điều đó, che kín đáo hết. Thì như vậy chúng ta sẽ bớt cái tham. Cái thứ ba là ở, là cái chỗ ở của mình, là ngủ nghỉ. Chúng ta cũng biết cái chỗ đó để chúng ta đặt cái lưng xuống, chúng ta nằm xuống để chúng ta dưỡng sức, bắt đầu cho một ngày mới có năng lượng hơn. Vậy thôi, cái này không. Phải là cái chỗ này. Nhưng mà thật tình á, thấy tội nghiệp các Phật tử. Đi tới chùa ngủ không được, hỏi sao? Thầy ơi, lạ chỗ con ngủ không được. Thầy nói có một chỗ lạ hơn nữa mà bắt buộc mình phải ngủ. Mấy người hỏi chỗ nào? Quý vị biết chỗ nào không? Thông minh quá. Quý vị biết chỗ nào mà chúng ta không cần phải lựa chọn mà chúng ta buộc phải nằm ngủ mãi mãi không? Đúng rồi, quan tài. Có ai thích vô đó nằm không? Không. Nhưng mà cũng phải chung vô đó mà nằm. Nó lúc đó đó là hỏi coi chọn không, lựa không, đó mà đem võng đem nệm theo. Sao mình chọn lựa được? Thầy có nói vậy cái mấy bác nói trời ơi, nói chuyện với thầy quầy vốn mà. Tới lúc đó chết rồi còn biết cái gì nữa. Thầy nói vậy mà có biết đó. Bà nói đâu còn biết gì nữa thầy. Thầy nói vậy mà có người á thiêu không chịu rồi chôn. Tại vì cái bác đó bác chết đó. Bác đòi chôn, bác đòi thiêu. Bác bị mình nó móng nó méo mà. Bác nói trời ơi, thầy nói hoài, con nghe con mắc cỡ thầy. Tại vì sao? Tại vì con sợ nó nóng. Thầy nói ủa? Mới nói tức thì là chết là không biết cái gì hết. Cần gì lựa chọn, tự nhiên bây giờ nói sợ nóng là sợ sao? Có nghĩa là đã biết cho nên mới sợ nóng. Thầy hỏi thiêu mắc mới gì nóng? Bà nói chị chứ đốt mà sao không nóng? Thầy nói rồi chôn rồi có ngợp không? Có tối không? Chôn dưới đất đó. Nó sẽ lạnh vì nước nó thấm vô. Nó sẽ lạnh. Rồi đóng nắp lại nó sẽ ngợp. Nó không có ánh sáng, nó sẽ tối. Thì bây giờ nóng với lạnh chịu cái nào?
bằng nhau. Mà nói nhưng mà thôi chôn đi, nếu mà đốt với con sợ đời sao con mắc quả báo đen thù lùi. Trời ơi, vậy chứ bên Mỹ nó đen hết rồi. Tại bên Mỹ nó chết là nó thiêu không à. Tức là 90% dân số bên Mỹ là chết là thiêu. Nhưng mà sao nó cũng trắng vậy? Cho nên cái trắng cái đen nó không phải là do thiêu. Đó. Quý vị coi cái bác đó, bác cãi vậy đó. Cuối cùng tại vì cái bác đó bên Mỹ á, cái bác nói nhưng mà thôi cho con về quê, về Việt Nam chôn đi, ở đây buồn lắm. Bà hỏi sao buồn? Mới nói nó đem con ra chôn á, chôn ngoài nghĩa địa đó, toàn là Mỹ không, con đâu biết nói chuyện. Thầy nói trời, bà rảnh dữ ha, bà xuống dưới bà nói chuyện nữa. Bà lo đủ chuyện hết á, quý vị coi, tích chết mà cũng còn lo nữa. Bà nói xuống dưới buồn lắm, toàn là Mỹ không, con không biết đường nói chuyện, con không biết tiếng Mỹ. Thầy mới nói đâu, cái bà Mỹ đó cũng đâu có rảnh đâu mà chờ bà xuống để mà nghe, để làm bà tám. Mà chết rồi đi theo nghiệp, chứ ai ở không đó mà ngồi nói chuyện. Vậy mà cũng vậy, bà nói thôi cho con về quê đi, cho cháu của con nó lo. Ở đây con cái nó ở đây, nó lo cho gia đình nó không mà, về dưới cháu nó lo. Thầy nó lo kiểu gì? Nó đem về quê chôn mà nước ngập, rồi heo ủi, rồi bò đạp lên cái mã đó, rồi mồ siêu mã lạc. Người ta đi qua người ta rủa một câu, người ta đi lại người ta nói một câu đó, thì con cái nó cũng ngóc đầu không nổi. Thôi ở đây đi, dứt khoát không là không. Bà nói thầy không có biết đâu, chết ở đây buồn dữ lắm, đem vô trong nhà xác chứ không có đem để ở nhà. Tại vì bên Mỹ đó, chết là người ta đem vô trong cái nhà hoàng, người ta hoàng ở trong đó, là trong cái nhà đông lạnh. Rồi bắt đầu cái tới cái ngày đó vô, người ta mới liệm, rồi người ta cũng bỏ trong đó, người ta ướp lạnh đó. Là tới ngày nào thiêu thì chở đi thiêu, tức là mình được vô có hai lần, mỗi lần là khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Bà nói thầy biết không, đi vô trong cái nhà ướp lạnh nó sợ ma dữ lắm. Thầy nói trời, bà chảnh ớn, bà là ma rồi bà còn sợ ma nữa. Bà nói bà sợ ma, quý vị nghe chưa, đời có nổi không, bà đã chết bà là ma rồi bà còn sợ ma nữa. Bà nói đem về Việt Nam chết đó, làm đám ma trong nhà, con cái nó bu quanh, nó không có sợ ma. Quý vị thấy rõ ràng cái đó là do cái gì? Do cái tham hết. Quý vị thấy cái tham nó nguy hiểm không? Nó nguy hiểm vô cùng. Nó chi phối mình từ chút một, cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Mà ba cái chuyện nó rất là bình thường trong cuộc sống này. Không có gì hết, ăn để no, ăn để chữa bệnh đói, để chữa bệnh ốm. Đằng này không. Mà nấu canh gì như nấu chè vậy mày? Đúng không? Là mình bị cái món ăn nó chi phối mình khổ rồi. Mày đi kho cá kiểu gì vậy? Mày rớt vô cái hàng muối hả? Kho mặn chát. Đó, cũng chê. Ăn là chỉ để chữa bệnh đói, chữa bệnh gầy. Nó là một thứ thuốc mà. Đằng này không. Ăn vô là dính vô cái món ăn. Thế là cực khổ biết bao nhiêu mà nói. Quý vị biết bữa hôm có một cái bác đó, 78 tuổi tới cảm ơn thầy. Bác nói con cảm ơn thầy, con nhờ coi cái đĩa mà Ánh Sáng và Pháp Kỳ 2 đó, con mới hiểu ra được một điều từ cái câu của thầy nói, ăn cái gì cho ngon, cho đẹp, cho tốt mà nuốt vô khỏi cổ bằng nhau y chang. Tự nhiên con nhớ lại, trời, té ra là 58 năm, tức là lấy vợ năm 20 tuổi, bây giờ 78 tuổi là 58 năm, con làm khổ nhọc vợ con vì cái chuyện ăn đó. Phải nấu cho đúng khẩu vị, còn mà chịch là con không ăn, con hất mâm cơm đổ. Con nghe tới cái câu đó tự nhiên con mới hiểu ra, trời, cái hiểu này nó muộn màng quá, đã làm khổ vợ con suốt 58 năm. Bây giờ thưa thì cái thầy con ăn chay rồi, tức là có cái gì ăn nấy, không có nhịn cũng được, không sao. Nếu như chúng ta ăn mà chúng ta khởi cái tâm giống như cái bác này, đảm bảo quý vị sống rất là bình yên. Còn mặt là để che thân thôi, kín đáo thôi, chứ đâu cần phải hở hang đâu. Trời ơi, có nhiều đứa bây giờ nó chài mang lưới. Quý vị thấy ông bà mà nói nghe, mày nghe mày, mày mà không lo làm ăn, tới nữa mình nghèo sơ, mày nghèo sát, mày không có áo quần mày mặc, mày mang chài mang lưới. Ông bà mình chữ cái câu mang chài mang lưới là rủa đó, là rủa mày nghèo đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, nó mang chài mang lưới, nó đi đầy đường, đầy sáng hết rồi. Mà đối với quý vị, nó chẹt nghèo và nó giàu. Nó nghèo chứ làm sao nó giàu. Nó nghèo quá, nó đâu có mua giải lành lặn, nó bận đâu, nó bận rách rưới hở hang vậy. Và cái nữa là nó nghèo cái tâm hồn. Thôi đừng có bàn nữa. Nó nghèo cái tâm hồn của nó. Rồi cái ngủ nghỉ cũng vậy, chúng ta cũng đâu có cần đâu, chỉ cần đặt cái lưng xuống chúng ta ngủ thôi, để cho chúng ta yên một cái giấc.
hàng ngày chúng ta làm thế thì ba cái việc đó thường không đầy đủ, ta thường xuất xuất, tức là ba chuyện ăn mặc ngủ này nó không đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta liên tục đâu, không nhiều đâu, nó không có đủ, cho nên chúng ta còn tham nhiều. Thì cái xu hướng tham của chúng ta là hướng về ba cái này. Mà ở trong kinh thì quý vị có thể lật ra thêm để quý vị đọc tham khảo thêm về về những cái ham muốn. Đó, nó có hữu dụng ha, tức là năm thứ ham muốn tài sắc danh sự thùy, tức là ham muốn về cái vấn đề mà ngủ nghỉ nhân dân các bạn, cái đó chúng ta đều có. Cái thứ hai là cái sân, ở đây chúng tôi muốn nói lại với quý vị về thực chất là các, thực chất là các thầy đã giải thích hết cho quý vị nghe rồi. Ở đây chúng tôi phải thuyết pháp gì mà để hệ thống lại cái quan điểm của quý vị trên cái con đường tu tập. Cái thứ hai là cái sân, cái này nó làm cho chúng ta không bình tĩnh được, và nó chính là nguyên nhân để dẫn đến những sự đổ vỡ. Sân là do đâu thưa quý vị? Sân là do đâu mà ra? Là đúng là do tâm, nhưng mà tâm gì? Đúng, chính xác. Quý vị tự tán thưởng mình càng được ra. Do tâm tham mà ra, tức là do tâm tham của mình mà mình sân lên. Nếu mà không tham thì mình có giận không? Đúng rồi, tại vì sao? Mình muốn nghe những lời ngon ngọt, mình muốn nghe những cái điều mà nó thuận cái lòng của mình, mình muốn ở chỗ bình yên. Chứ bây giờ người thân mình không có nói ngọt, nó nói muối nhiều hơn được, thì chúng ta nghe chúng ta bực lên. Vì quan điểm của mình là có vợ phải là vợ hiền, không mềm mỏng, nhưng mà cũng vợ của mình giờ nó thành bạch trạch rồi, làm sao mà không kiềm chế được, chúng ta bực lên được, chúng ta gây lại, chúng ta cãi được. Mình thì muốn một người chồng đứng đắn đàng hoàng, tự nhiên bây giờ có người chồng sáng sai điều chỉnh, thử hỏi của mình sao không? Sao không sao, chúng ta có gì niệm Phật được không? Bây giờ nè, đang niệm Phật, tự nhiên nghe tiếng của ổng đi về, và càng nhựa là mình biết là tới rồi đó, ít nhất mấy chai rồi. Quý vị lúc đó niệm Phật được không? Hả? Không biết quý vị có niệm được không? Nhưng mà đối với thầy thì ngày chắc thầy không niệm được. Sau mình xếp chuỗi xếp từng lại đi xuống gặp ổng làm gì? Mà làm gì? Đi đâu cho tới giờ này mới chán cái mặt gì? Sao không chết vợ chết bụi cho rồi? Sao không làm gì mà khổ vợ khổ con? Phải không? Thế cô nói những lời đó là những lời hiền lành hay là những lời sân si? Sân lớn. Tôi biết vậy là đó còn khuya lúc gặp đầu. Tất cả những cái bực bội đó, những cái sân đều do cái tâm tham nó dẫn. Cái tâm tham mình nó dẫn cái sân đi, chứ không phải là do cái sân nó ấy, mà nó là cái nhiệt cầu để nó dẫn cái tâm tham mình đi. Nó dẫn mình đi tới những cái bờ này, những cái bến khác, dẫn mình đi tới cảnh giới này, tới cảnh giới khác, tất cả đều tham. Tại vì tâm tham này nó nhạy bén và nó ăn sâu vào trong trong tâm của chúng ta. Trong kinh điển gọi đó là chủng tử, tức là những cái hạt giống. Những cái hạt giống này nó rất là nhỏ, cái nhỏ tới mức chúng ta không thấy nó, giống như những cái hạt cỏ dưới đất. Khi mưa xuống quý vị thấy cỏ mọc lên, nhưng mà không có mưa chúng ta thấy hạt cỏ không? Không, tới khi mưa mọc lên chúng ta mới thấy cỏ. Thì cái tâm tham của vậy nó ẩn cứng ở trong cái tạp thức của mình. Cái đó là cái kho tới những cái cảnh thuận tiện, những cái duyên là nó phát ra, nó hiện ra. Mà tới khi chúng ta thấy nó hiện ra, nó phát ra là nó chậm rồi. Cái tham mình nó trốn tránh nhanh lắm. Bây giờ nè, quý vị đã từng đi may quần áo đúng không? Phải không? Có cái nào quý vị đi vô cái tiệm áo gì đấy, à chị may được cho cái bộ đồ nào mà chị thấy đẹp thì chị cứ may. Có không? Có không? Khùng hả mà có. Bỏ tiền ra đi may, phải may bộ đồ theo ý của mình, đúng không? Theo cái ý của mình, cái tự nhiên vô cái thì muốn may gì đấy chị cứ may. Tự nhiên 80 tuổi bà chủ ông may cái áo đỏ tám phần ra đưa cho bà thôi. Trời đất, bà nghĩ sao bà may cái áo đỏ tám phần? Thì nó không có cơ, chị nói với tôi là muốn may cái gì đó may thì
mấy chị cáo đồng chịu không? Không có ai mà chịu kiểu đó hết, chứ luôn ai là cái mai bộ đồ theo ý mình. Thế là bắt đầu mình vẽ ra, mình vẽ ra kiểu này kiểu kia kiểu nào, mà kiểu đó ở đâu có, do thấy cái bạn nó có bận đẹp, hoặc là mình tình cờ mình thấy cái con lớn người ta bận đẹp, mà trời ơi người ta lớn người ta bận đồ nó đẹp, còn mình nó thì nghe nó tròn lửng mà tự nhiên á mà đi bận bộ đồ đó. Quý vị thử nghĩ coi tại sao phải hôm tết á có cái gia đình bận tự nó đi tới chùa, tự nhiên chúng tôi thấy cái chị chú bác phụ ấy chỉ bận đồ sườn sáng. Quý vị biết kiểu sườn sáng không? Biết giỏi nha, tức là áo dài của người Hoa đó, truyền thống của người Hoa đó, mà quý vị biết không? Thì ngang mà gấp đôi thầy vậy đó, 85 kg, nó đi cập bịch, nó bỏ bộ đồ sườn sáng. Thầy nói nhạc bài để cái đồ bánh tét. Bởi nó sao thầy nói kỳ vậy thầy? Trời ơi, con thấy cô người mẫu nó bận đẹp quá, con mới đặt mai đó thầy biết không? Cái này là gấm, gấm Thượng Hải, cô đặt mua ở Việt Nam, sợ không có tốt, nhờ bà con của con mua ở Thượng Hải gửi qua. Cô mai đó thầy biết mà mai 3 tháng nó mới đòi cái đồ về cái tiệm nó là mai đắt nhất ở Sài Gòn. Nổi tiếng về sườn sáng á. Thầy nói đâu thấy sườn rồi, còn thịt chứ mỡ không? Bà không hiểu, bỏ sao thấy thịt chứ mỡ, thầy nói nhìn bà cũng có thấy cái miếng xương sườn nào ở đâu. Thời gian là phải biết thời gian, cái mặc đồ phải biết đúng với lại ý của mình, mà nó hợp với lại cái tướng của mình, cái dáng của mình mà mặc cái kiểu đó chứ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng đối với cái cô đó, cô thấy đẹp nhưng mà mình thấy không đẹp, phải không? Cho nên cái tham của cô cũng khác với mình, cái tham của cô đâu giống mình đâu, khác. Cô thích cái sự sáng, dù là bà ta có làm tí cũng sự sáng là số 1, là không có hợp rồi. Cho nên cái tâm tham mình nó dẫn cho chúng ta đi từ bờ này qua bờ khác, từ bến này qua bến khác, từ quốc độ này qua đến quốc độ khác, từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, mà chúng ta phải khởi lên cái lòng sân hận. Cái thứ ba đó chính là cái si mê. Đây mới chính là cái ông chủ để mà thao túng hai cái tên tham và sân. Tham và sân chỉ là cái người thừa hành nhiệm vụ của cái người si này, chỉ đạo của các ông chủ si này. Do chúng ta thiếu hiểu biết, do chúng ta thiếu tỉnh giác, do chúng ta thiếu trí tuệ, do chúng ta thiếu chánh niệm, cho nên cái si mê này nó bắt đầu nó tràn ngập hết. Người ta nói mình một điều không phải, nếu như chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ lắng lòng lại. Lời nói gió bay, mình không có phải là cái người là con cờ của người kia. Họ muốn buồn mắng mình dạy con mình buồn, họ muốn mình vui mà để mình dạy tiếng mình vui. Mình phải biết chủ đạo của cuộc đời mình về vui với buồn. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta không có xin. Chúng ta có trí tuệ thì nó nói gì chuyện của nó, nó mắng gì nó nói kệ nó, chuyện nó không có thực tế, nó không có đúng, mà đâu có cần mình phải thêm, mà đâu cần phải bớt. Khi hiểu được như vậy mới biết được mình là người có trí tuệ. Nhìn xa hơn nữa, chúng ta hiểu rằng đây là nghiệp chướng và quan kiên. Ta nó không chửi người khác mà tới chửi mình, ta nó không mắng người kia mà tới mắng mình, rõ ràng là do quan kiên nghiệp chướng của đời trước. Khi chúng ta nghĩ được cái quan tương báo từ đời trước tới đời này, thì là người có trí tuệ, chúng ta sẽ dừng lại, không có cho nó tiếp tục nữa. Mà muốn nó dừng lại thì chúng ta không có sân hận. Không, bây giờ là ngoài từ từ nóng quá, mà nãy là nó làm cái gì nóng quá. Thì quý vị biết, nếu như chúng ta có trí tuệ thì chúng ta không bao giờ bị những cái sân hận về cái chi phối mình, chúng ta hiểu ra được quan kiên. Nhưng mà bây giờ xin hỏi đại chúng ở đây nè, quý vị đã từng bị người khác nói quan ức với mình chưa? Lúc đó mình làm gì? Mình làm gì? Mình chắp tay là niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Có không? Có chắp tay là niệm Phật không? Thầy nghĩ cũng có niệm Phật,
Nam mô Di Đà Phật. Hai nếu mà biết ra sao. Tức là lúc này giận quá là giận, mình kèm chế cơn giận là có cách niệm Phật để dằn lại. Nếu quý vị niệm Phật thì đó Phật cũng chết ngắt nên định nó người ta. Phải không? Chiến tranh trời kẹo mà cái bụng mình còn hãy ở đây. Tức là mình còn có cơ hội, mình chờ cơ hội để mình trả thù, để mình phục thù như vậy nó còn đầy cái phỏng hận, cái này nó còn ghê, nó ấm đàn lại bên trong. Là cái điều quan tức, cái điều vượt bỏ, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta tỉnh đạo. Không sao đâu, 2 phút nữa là xong rồi, nghỉ rồi. Tuy nhiên ráng chịu khó một chút, tại vì lâu lâu ở đường xa tới đây, hình như cái điện thoại người ta cúp là lời của Mỹ nào mà vậy đấy. Thưa quý vị, không sao đâu, nắng đó vô nhìn thấy mặt hồng hào đẹp hơn. Sao quý vị được cái bọn lọc, bọn lọc cái chuyện này không có gì đâu, trời ơi. Phải thể hiện cho này, thể hiện cái tu một chút đi. Nắng chút cũng đâu có gì đâu à. Dù chỉ có nắng mặt thì cũng có kỷ niệm với lại Phật Quang. Khổ quá đi con, hai người chạy cái dù ngồi xuống trên sàn cái con. Ngồi xuống. Nó cầm cái dù nó đứng vậy, quý vị biết nó đứng được bao lâu không? Chút nó mỏi à, nó mỏi rồi nó ngã qua ngã lại là quý vị để ý nó quên thầy đó. Ngồi xuống đi con, mình có thể dạy cái tay không có sao đi giảng mà ai mà ngồi xuống ban thầy thì ngại lắm. Câu lời này đi về đồng tháp giảng hết tới cái chùa đó, không quý vị biết giảng lúc 9 giờ mà mùa hè nó nắng, tháng 2, tháng 3 là nóng chứ lắm. Mà đứng sập còn ngó chứ ta mới lợi lại mặt con thì thấp đẹp đề nè, nó nóng gần chết mà phải đắp kia lên thầy giảng chi cái tiền á, thì lên cái con bác ngồi ở đây các cặp bạn bạn thầy nói ai đi đọc Phật, cảm ơn bác, thầy không có nóng. Quỳ biết mà trả lời mồ hôi cũng chơi luôn gì mà không nóng quê dễ sợ đi quê con ngay ra hết rồi. Thật sự thì tôi thấy lúc đó là mười mấy năm trước là thầy còn trẻ lắm. Và một bà già sáu mấy tuổi màu bạc mà quý vị thấy đó, cái hình ảnh nó phản cảm lắm, nó làm cho mình khó chịu. Thầy mới được rồi, cảm ơn bác, dù có nóng nhưng mà không có sao, thầy không có cần, nóng nó quay như vậy. Bà nói tôi rất nguyện này, bất kỳ ông nào xuống đi giảng tôi cũng mọi quạt hết. Bà ngang dễ sợ, bà bắt ai cũng theo ý bà hết chứ. Mà bà đụng tới thời nguyện của bà rồi mình có dám không? Thầy nói thôi để cho bà tội nguyện nên bà còn bà quạt thì mệt rồi á. Bà bỏ bà cái đang đứng đang hỏi giảng gì mà hồi xưa nó không có cái việc rồi sống tim này. Nó có cái dây á, đang đứng đang hỏi nó còn là giờ tự nhiên cái ông kia sớm trái bị ngàn rồi đá cái đây. Làm chưa cái mình đồ rớt xuống cái nghe nào nào nào. Quý vị biết cái bà có cái liệu. Trời đất quỷ thần là thầy quý vị biết ngôn ngữ của người liệu rồi. Bà lôi ông thầy ra mấy chuỗi sát nước đó. Bà chuỗi không còn cái gì hết. Bà một tiếng của ông thầy, 2 tiếng của ông thầy, 3 tiếng của ông thầy. Bà mới chỉ cả tê, bà đặt cái bạc cái bớt. Mà bà lôi ông thầy ra mấy chuỗi không còn văn giá gì hết. Bà giải luôn. Mất người quá là bà giải luôn. Xong rồi tội nghiệp bà tắm hôn. Bò ra có người mà sống không có mất cười gần chết là còn giảng gì. Người nghe thì mất cười mà người giảng cũng mất cười là sẽ giảng được gặp tải chứ mặt là làm sao giảng được. Đó liệu quý vị còn mà bà chửi thì mình nghe không còn anh. Thì có là cái kỷ niệm mà chỉ là cái niệm vui nhất trong cuộc đời thì thuyết giảng với thầy. Thì xin trở lại vấn đề kiểu gì phải tỉnh táo, luôn tỉnh táo, chánh niệm là trái tim của cuộc sống, chính là như vậy. Chúng ta luôn tỉnh táo để nhìn thấy được mình đang là cái gì, mình đang trả những nghiệp chướng, mình đang đền lại những quan nghi, thì không có gì chúng ta phải sân hận, vì chúng ta sân hận thì là chúng ta không có cơ hội để chúng ta trả nợ. Không, người nó tới đòi nợ mình thì họ đòi nợ mà mình trả trước hỏi trả sau. Bây giờ mình đang có tiền làm chơi đang trả liền, có khi nào mà chúng ta có tiền thì chúng ta không trả không? Cũng có nhiều người có tiền cái không chịu trả, nó cứ giao như đĩa vậy.
biết ra từ tâm tham mà ra. Thì bây giờ tất cả những cái điều buồn vui trong cuộc sống sớm với mình, quý vị biết những phiền não đó là gì? Là nghiệp, là nghiệp chướng, nghiệp tức là nợ. Thỉnh thoảng mình nói trời ơi, tôi biết tôi mắc nợ gì cái nhà này, phải không? Câu nói đó rất chính xác, có nghĩa là nghiệp đã tạo ra quá nhiều, cho nên mình mới gặp những con người này kết làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm con cái, làm anh em, làm bạn bè nha. Tất cả đều là do nghiệp, cho nên chúng ta mới sanh tử luân hồi ở trong ba nẻo sáu đường. Mà đã biết được là nghiệp là nợ, thì khi nợ tới rồi, thì lúc chúng ta đang khỏe, đang trẻ thì chúng ta trả đi. Chúng ta đang có cơ hội chúng ta trả đi, mai mốt chúng ta làm sao có cơ hội nữa. Có nhiều người khổ quá, chịu nổi, tự tự chết. Nhưng nghiệp có hết không? Họ không chịu nổi cái áp lực của nghiệp, họ kết thúc cuộc sống này. Nhưng nghiệp không kết thúc, họ sẽ bắt đầu một đời sống mới. Tươi như là đại chúng đời sống mới rất khổ hơn đời sống hiện tại, sẽ khổ hơn. Cho nên đó phải là giải pháp. Mà có nhiều người tự tử kiểu lạ. Quý vị nhớ cái kinh Vô Lậu không? Kinh Vô Lậu ở Sài Gòn á, nó có cái con sông mà nó chảy ra phía phía bên mà tới bên sông đó, phải kinh cái kinh Vô Lậu không? Tôi có một cái gia đình nó quen nằm ngay bờ sông đó, tự nhiên có cái chị đó, chỉ bị ba má chị cấm cản, không có cho chị quen với lại cái anh đó, phải nhảy cái lò nhảy xuống sông để tự tử. Nhảy xuống sông để tự tử chết, từ lò ba nhảy xuống, nhảy xuống thì sao trúng nhầm cái ông mà chờ để người cô bán đè lên ông để chết thì chị sống. Tè ông là đè ghé chứ sao mà chết cắt còn bả sống. Cái đó có phải cái gì không? Cái đó cũng là cái nghiệp đó. Mà cái nghiệp của ai? Cái nghiệp của cái ông đó. Vì cộng nghiệp cái chuyện này, tức là đời trước đó, ổng cũng làm vậy đó mà vô tình trúng nhầm cái chuyện này chết. Tức là theo cái nhân đó là cái nhân vô tình, thì sẽ gặp lấy cái quả vô tình. Nhân vô tình đưa tới quả vô tình, được xuyên suốt bởi sợi dây của nghiệp. Dù cái chuyện này chứ đâu muốn giết ông này, nhưng mà rõ ràng cái đè cao này chết là chỉ giết người, phải không? Chị không có ý muốn giết ông này là chỉ muốn chết nữa chứ không phải. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái ông này chết là do một cái nguyên nhân từ chị này gây ra. Mà chị này không chú ý cái đó là nghiệp. Cái gì chúng ta không muốn mà nó đến gọi là nghiệp. Chứ bây giờ có khi nào chúng ta muốn ở tù không? Có ai làm nên xin ở tù không? Nhưng mà tại sao ở tù? Do chúng ta làm tầm bậy tầm bạ, chúng ta phạm pháp, chúng ta buôn lậu, chúng ta làm những cái chuyện không đúng với pháp luật, cho nên mới bị pháp luật cầm tù. Thì như vậy, khi chúng ta bị ở tù, chúng ta có nói trời, tôi không ngờ tôi bị ở tù, cái nghiệp của tôi mà phải cái nghiệp không? Phải. Nhưng mà cái nghiệp đó do mình tạo ra, mình đang gây nghiệp, nó gọi là nghiệp nhân. Tức là chúng ta làm, chúng ta biết, hãy mày đánh bài thì mày phải nghèo, chứ không ai đánh bài vào. Hãy mày đi cắt ăn trộm thì thế nào cũng bị pháp luật truy tìm. Thì cái hành động đó đã biết được cái nguyên nhân, cái xin lỗi đã biết được cái kết quả, thì cái đó gọi là nghiệp nhân. Còn cái mình không biết khi nào nó không, mình ra mình dám mình té ngu cái đầu đó, thì cái đó là cái nghiệp quả. Còn trả lại cái bác đó mà chết mình bị cái chuyện này nè, chết đó, đó là cái nghiệp quả đó. Không có biết cho nên cái nghiệp đó và xử như sao. Chị này không có ở tù, tại chị chỉ tự tử mà chỉ muốn chết mà, nhưng mà chị không chết thì lại sống. Thì sẽ hiểu ngay được cái nhân quá khứ của cái bác này, cái chị này có dính lại với nhau, cái đó gọi là cộng nghiệp. Hai cái nghiệp nó cùng kết hợp với nhau để dẫn tới một cái kết quả gọi là cộng nghiệp. Đó. Chúng ta tưởng là chết là kết thúc hết, nhưng mà chết chưa có hết đâu. Kết thúc đời sống của hiện tại.
Nhưng bắt đầu một đời sống mới của tương lai, khổ hay buồn vẫn còn nguyên. Cho nên năm mới chúng ta có cái xu hướng để tìm tới những cái mới, để hướng về những cái tương lai tốt đẹp, và chúng ta có cái tâm lý là bỏ đi những cái cũ, những cái đau buồn. Xin thưa quý vị, trên cuộc đời này không có gì cũ, không có gì mới hết, mà chính cái mới được cải thiện từ cái cũ. Cái mới chính là cái xác của cái cũ, nhưng mà được đắp thêm những cái hình thức mới, những tư tưởng mới và những động thái mới qua cái suy nghĩ mới. Nếu như chúng ta có cái suy nghĩ hướng về sự thánh thiện, hướng về sự giải thoát, hướng về sự chuyển hóa của nghiệp báo, thì như vậy chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, hướng về một tương lai mới trên nền tảng của những cái cũ và cuộc sống cũ. Không có gì cũ để chúng ta đau buồn, và không có gì mới để chúng ta nắm lấy. Cũ mới hai cái chỉ là một, chỉ có tâm niệm của chúng ta là mới. Khi chúng ta biết nhìn về nghiệp chướng quan kiên chẳng phiền não của đời mình. Vâng, cùng được ra với bọn em là chúng tất cả quý vị có một đời sống tu tập thật sự được an lạc, được giải thoát từ những nghiệp chướng của mình đã gây ra ở trong quá khứ và hiện tại, để chúng ta có một đời sống mới ở tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và bình yên hơn. Thank you.